hồi sáu, đốt kim quyết, đồng chác, làm càn, giấu ngọc tỷ, tôn kiên trái ước, trương phi tế ngựa sấn vào cửa quan, nhưng tên và đá bắn xuống như mưa, không thể nào tiến vào được, phải quay ngựa trở về. Trừ hầu tám sứ cùng mời lưu, quan, trương đến mừng công rồi sai người về trại viên thiệu báo tin mừng. Thiệu bèn đưa tờ hịch đến tôn kiên bảo kiên tiến binh, tôn kiên liền đem hoàng cái, trình phổ, đến trại viên thuật, rồi cầm gậy vạch xuống đất nói rằng, đồng trác với tôi thật không có thù hằn gì, nay tôi không nghĩ gì đến thân, xông pha mũi tên hòn đạn để trừ nó, trước vì nước nhà, sau để báo thù riêng cho nhà tướng quân, trò viên ngỗi, thế mà tướng quân nghe lời rẻm pha, không phát lương cho tôi, để đến nỗi tôi bị thua, sao tướng quân đành lòng thế được, thuật thấy vậy, sợ hãi không biết nói sao, bèn sai đem chém người rèm pha để tạ lỗi tôn kiên khi ấy bỗng có người đến báo với kiên rằng trên cửa ải có một tướng cưỡi ngựa đến trại muốn vào hầu tướng quân kiên từ giã thuật về trải gọi hỏi ai hóa ra viên tướng yêu của đồng trác tên là lý thôi kiên hỏi mày lại đây làm gì lý thôi nói thừa tướng chỉ kính trọng tướng quân thôi nay thừa tướng muốn kết thân với tướng quân thừa tướng có một cô con gái muốn gả cho con trai tướng quân tôn kiên nổi giận mắng rằng đồng trác là thằng nghịch thiên vô đạo làm xã tắc nghiêng đổ, ta muốn giết cả chín họ nó đi để tạ thiên hạ. Sao lại thèm kết thân với nó? Ta tha chém cho mày, mày về mau đem dâm cửa ải cho ta. Mau mau lên, chậm thì ta băm xương ra bây giờ. Lý Thôi lùi tuổi ra về, kể với đồng trác. Trác giận lắm, bèn hỏi Lý Nho. Nho nói: lã ôn hầu thua trận mới rồi, quân sĩ ngã lòng cả, không có bụng đánh nhau nữa. Này nên kéo quân về lạc dương, đem vua sang Trường An để ứng vào lời đồng giao mấy hôm nay nói rằng, mé Tây một nhà Hán, mé Đông một nhà Hán, hưu chạy về Trường An mới khỏi phải gặp nạn, mé Tây một nhà Hán, nghĩa là, Đức Cao Tổ ngày xưa đóng đô ở Trường An, truyền ngôi được 12 vua. Mé Đông một nhà Hán, nghĩa là, vua Quang Vũ đóng đô ở Lạc Dương, cũng truyền ngôi được 12 vua. Thế là vận trời xoay vần, này thừa tướng lại lên thiên đô về Trường An, mới khỏi lo được. Trác mừng nói rằng, người không nói thì ta không biết, Trác bèn đem lã bố về Lạc Dương, rồi hội ngay các quan văn võ để bàn việc thiên đô. Khi các quan đã đến đông, Trác nói rằng, nhà hán ta ở Lạc Dương, hơn 200 năm nay, khi số đã hết. Ta xem bây giờ vượng khí tụ ở Trường An, vậy ta muốn rước vua về đó, các quan nên gấp rút sắm sửa hành trang. Tư đồ là Dương Biêu nói rằng, Trường An bị tàn phá đã lâu rồi, này bỗng dưng ta bỏ cả tôn miếu hoàng lăng mà đi sang đó, tôi sợ rằng thiên hạ kinh động, mà thiên hạ kinh động lên thì dễ, yên lại thì khó. Xin thưa tướng hãy xét cho kỹ, chắc giận mắng Dương Biêu, người lại dám ngăn trở việc lớn nước nhà à, thái úy là Hoàng Uyển cũng nói rằng Dương Tư Đồ nói thế phải đấy, trước kia trong lúc vương mãng thoán nghịch, kế đến canh thủy, xích mi nổi loạn, trường an bị đốt cháy thành ra cho soi. Và lại nhân dân siêu tán, trăm phần không còn một hai phần. Tôi nghĩ không nên bỏ cả cung điện mà đi ra chỗ đất hoang ấy. Trác nói, ở Lạc Dương đây trộm giặc nhiều lắm, nhân dân hoạn lạc, đi mất cả. Trường An có núi hào, núi hàm hiểm trở, lại gần lũng hiểu, đá gỗ và gạch ngói dễ kiếm, sửa sang cung thất, độ hơn một tháng thì xong, không ai được nói lôi thôi nữa. Từ đồ là tuân sảng lại can rằng, thừa tướng thiên đô đi thì thiên hạ tất sẽ nhiễu động ngay. Trác tức mình gắt rằng ta vì thiên hạ mà lo việc thiên đô, có xá gì những đứa tiểu dân. Ngày hôm ấy Trác cách chức Dương Biêu, Hoàng Uyển, Tuân Sảng, dáng xuống làm thứ dân. Trác trở ra lên xe, thấy có hai người đứng trước vái, trông ra thì là thượng thư Chu Bật và hiệu úy Ngũ Quyền. Trác hỏi có việc gì? Bật nói, chúng tôi nghe thừa tướng muốn thiên đô, nên lại can ngăn. Trác giận nói, trước ta nghe hai chúng bay, dùng thằng viên thiệu cho nó làm quan, bây giờ nó làm phản. Thế ra nó với chúng bay cùng một đảng, nói rồi chắc sai võ sĩ đem chu bật, ngũ quỳnh ra cửa phủ chém, rồi hạ lệnh thiên đô, hạ đến ngày hôm sau phải đi. Lý Nho xui đồng trác này tiền lương thiếu thốn nhiều, ở Lạc Dương nhiều nhà giàu, ta nên tịch thu của cải, lấy phát lương cho quân. Phàm bao nhiêu môn hạ viên thiệu ngày trước, nên đem giết cả đi để lấy của, sẽ thu được vô số. Trác lập tức sai 5.000 quân thiết kỵ đi bắt cả những người giàu ở Lạc Dương, cả thầy mấy nghìn hộ, mỗi người cầm một lá cờ lên đầu, để bốn chữ, phản thần nghịch đảng, rồi đem ra ngoài thành chém tuốt, bao nhiêu của cải lấy sạch. Lý thôi, quách dĩ bắt hết cả dân Lạc Dương, ước mấy trăm vạn, đưa sang Trường An, cứ mỗi một toán dân lại cho một đội quân đi đàn áp, người chết ở dọc đường không biết bao nhiêu mà kề. Lại cho quân sĩ đi hãm hiếp đàn bà con gái cướp hết lương thực của dân, tiếng kêu khóc động trời chuyển đất. Người nào đi chậm, đằng sau có quân lính đốc thúc, quân lính cầm dao, giết người ngay ở giữa đường. Lúc chác ra đi, sai phóng hỏa đốt cả cửa nhà dân chúng, và tôn miếu, cung phủ, nam, bắc hai cung, lửa khói mù mịt, bao nhiêu cung cấm hóa ra cho cả. Chác lại sai lã bố khai quật hết cả những lăng tiên hoàng, hậu phi để lấy vàng bạc châu bóng quân sĩ thấy vậy cũng thừa thế đào mà các nhà quan, nhà dân. Đồng trác sai xếp những đồ vàng bạc vóc nhiễu được vài nghìn xe, rồi bức thiên tử và hậu phi phải sang trường An. Tướng đồng trác tên là Triệu Sầm, thấy trác đã bỏ lạc dương, bèn dâm ngay cửa dĩ thủy cho tôn kiên. Kiên kéo binh vào trước, lưu bị, quan vũ, trương phi vào cửa hổ lao, chư hầu cũng dẫn quân vào cả. Tôn kiên đi đến lạc dương thấy trong thành lửa cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bốc lên tận trời dưới đất khói đen mù mịt trong một quãng hai ba trăm dặm tịnh không có tiếng gà kêu chó cắn đầu tiên kiên sai quân vào dập lửa đoạn ra lệnh cho chư hầu đến đóng quân mã ở trên bãi đất hoang tào tháo đến thấy viên thiệu cũng ở đấy bèn hỏi rằng nay đồng tặc đã kéo về trường an rồi ta nên thừa thế mà đuổi theo bắt nó mới phải bản sơ lại đóng quân ở đây là ý làm sao thiệu nói chư hầu đều mỏi mệt cả đuổi theo tôi sợ không được việc gì tháo nói thẳng giặc đồng trác đốt cung thất bức vua thiên đô trong nước rối động dân không biết theo ai ấy là lúc trời hại nó đấy nhân lúc này chỉ đánh một trận là yên thiên hạ sao các ông không đánh chư hầu đều nói ta không nên kinh động tháo giận nói rằng đồ trẻ con cả không đáng cùng mưu đồ việc lớn nói rồi tự dẫn hơn một vạn quân sai hạ hầu đôn hạ hầu uyên tào nhân tào hồng lý điển nhạc tiến luôn ngày đêm đuổi theo đồng trác khi đồng trác đi đến vinh dương thái thú là từ vinh ra tiếp lý nho nói thừa tướng mới đi khỏi lạc dương tôi sợ có quân đuổi theo nên sai từ vinh phục quân ở bên cạnh núi ngoài thành hễ có quân đuổi theo đi qua thì cứ để cho đi đợi khi nào đi khỏi chỗ quân phục trong ngày ta đánh trở ra nó tất thua chạy bấy giờ ông sẽ đánh trên đường còn quân đi sau tất không dám đuổi nữa trác nghe kế ấy sai lã bố đem tinh binh đi chặn hậu. Bố đang đi bỗng có một toán quân tào sấn đến, bố cười nói rằng, lý nho đoán không nhầm, bố đem quân mã bày dàn tào tháo tế ngựa gọi to, nghịch tặc, bày bức thiên tử và đem chăm họ đi đâu, lã bố mắng rằng, thằng phản chủ kia, sao dám nói càn, hạ hầu đôn vác giáo nhảy ngựa, xông thẳng vào để đâm lã bố. Đồn với bố đánh nhau được vài hiệp, Lý Thôi dẫn một đội quân từ bên tả kéo ra tháo lại sai hạ hầu uyên ra địch lúc bấy giờ lại thấy ở bên hữu có tiếng reo quách dĩ kéo quân ra tháo sai tào nhân ra địch nhưng đằng kia ba mặt quân mã đánh dồn lại thế khó đương nổi hạ hầu đôn chống với lã bố không lại phi ngựa chạy về bố thúc quân vào đánh gấp quân tháo thua chạy kéo về vinh dương khi chạy đến dưới sườn núi bấy giờ đã canh hai trăng sáng như ban ngày tháo sắp sửa hội quân lại làm bếp thổi cơm ăn bỗng nghe thấy bốn mặt tiếng reo ầm ầm, quân phục của tử vinh xông ra. Tào Tháo vội vàng tế ngựa cướp đường chạy trốn, không ngờ gặp ngay tử vinh, Tháo lại quay đầu chạy. Vinh Dương Công bắn một phát tên trúng ngay vào vai Tháo. Tháo vừa đeo tên vừa chạy, chạy qua một dặm núi, có hai tên lính phục trong đám cỏ, trông thấy ngựa Tháo đi đến, hai ngọn giáo cùng phóng ra. Mày đầu một tướng vừa tế ngựa đến, múa dao chém chết hai tên lính, cứu được Tào Tháo tháo trông xem ai thì là tàu hồng tháo bảo hồng rằng thôi ta đành chết ở đây hiền đệ nên trốn đi mau hồng nói rằng xin ông lên ngựa ngay tôi tình nguyện đi bổ tháo hỏi giặc đuổi đến nơi ngươi làm thế nào hồng nói thiên hạ có thể không có tôi nhưng không thể không có ông tháo nói ta nếu lại được sống thực là nhờ ngươi đó tháo lên ngựa hồng cởi áo giáp cắp dao chạy theo sau chạy đến độ canh tư chẹn mất đường đi đằng sau nghe thấy tiếng reo hò đã đến nơi. Tháo nói: thôi, mệnh ta đến thế này, sống sao được nữa. Hồng kiếp vực Tháo xuống ngựa, cởi áo bào ra, cõng Tháo lội qua sông. vừa sang đến bờ sông bên kia, quân đuổi cũng vừa đến, tên bắn qua sông như mưa. Tháo cứ mặc cả quần áo ướt, lướt thướt mà chạy, chạy mãi đến mờ mờ sáng, được ba mươi dặm, đến một gò đất mới tạm ngồi nghỉ hơi một chốc, bỗng nghe có tiếng reo, một toán quân mã kéo lại thì ra từ vinh cứ bên kia sông chạy theo lên mạn trên sang đò đuổi kịp. Trong khi tháo đương hoảng hốt, hạ hầu đôn, hạ hầu uyên vừa đem vài mươi quân kỵ đến, quát to lên rằng từ vinh, chớ được hải chủ ta, vinh sông đến đánh hạ hầu đôn, đồn vác giáo đâm vinh ngã xuống ngựa, rồi đánh tan quân vinh. Đằng sau, tào nhân, lý điển, nhạc tiến cũng dần dần tìm đến, ra mắt tào tháo, nửa lo nửa mừng. Tháo thu thập tàn quân, còn độ 500, kéo về Hà Nội. Tản quân của Trác chạy về Trường An, đây nói ở Lạc Dương, các chư hầu chia quân đóng trại. Tôn Kiên dập tắt lửa trong cung, đóng quân trong thành, đặt chướng ngay trên nền đền kiến trương rồi sai quân quét dọn những gạch ngói ở các cung điện. Phàm những lăng tẩm mà đồng Trác đã khai quật lên, Kiên sai chôn cất lại cả. Lại cất ba gian điện, lợp cỏ ở trên nền nhà thái miếu, đặt linh vị các vua, giết châu mổ bò mời các chư hầu đến tế. Tế xong rồi, các tướng ai về trại ấy, kiên về trại, đêm hôm ấy trăng sao vàng vặc, kiên cầm thanh kiếm ra sân, ngẩng mặt lên xem thiên văn thấy trong tòa tử vi có khí trắng lờ mờ. Kiên than rằng đế tinh không được tỏ, cho nên tập thần loạn nước, muôn dân phải lầm than, kinh thành không còn gì nữa. Vừa nói vừa giỏ nước mắt khóc, bên cạnh có tên lính trỏ tay bảo kiên rằng kia, ở phía nam điện này có hào quang năm sắc, từ dưới đáy giếng bốc lên. Kiên liền sai quân sĩ đốt đuốc xuống giếng tìm xem. Một lát quân mò đem lên được một cái thây người đàn bà chết đã lâu ngày nhưng chưa nát. Người này mặc theo lối của cung đình, dưới cổ có đeo một cái túi gấm, mở túi ra xem thấy có một cái hộp nhỏ son son, khóa vàng, mở ra thấy một cái ấn bằng ngọc, vuông bốn tấc, trên núng dấu chạm năm con rồng, bên cạnh có sứt một miếng phải lấy vàng bịt lại, mặt dấu khắc tám chữ triền, phụ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh Sương, kiên được ấn ngọc ấy hỏi trình phổ. Phổ nói đấy là ngọc tỳ truyền quốc ngày xưa biện hòa ở dưới núi kinh sơn trông thấy chim phượng hoàng đậu ở trên hòn đá đem đá ấy về tiến vua văn vương nước sở lúc phá đá ra trong có hòn ngọc đến đời nhà tần năm thứ 26, 221 trước công nguyên Vua Tần sai thợ ngọc rúa ra làm ấn quốc bảo. Tám chữ triện viết ở trên mặt ấn là chữ Lý Tư. Năm thứ 28 Tần Thủy Hoàng đi tuần đến Hồ Động Đình, gặp sóng to gió lớn, thuyền sắp đắm, vua vội vàng ném ngọc tỷ ấy xuống hồ mới không việc gì. Đến năm thứ 38, Thủy Hoàng đi tuần đến núi Hoa Âm, đương đi gặp một người tay cầm ngọc tỷ đứng đón đường, đưa cho quân hầu nói rằng: "Đem cái này về trả Tổ Long." Nói xong rồi biến mất, ấn ngọc ấy lại về nhà Tần, đến năm sau, Thủy Hoàng mất, tử anh đem ngọc tỷ dâng vua Cao Tổ nhà Hán đến lúc vương mãng khởi loạn, hoàng hậu, vô hiếu nguyên cầm ngọc ấy đánh vương tâm. tô hiến sứt mất một góc, phải lấy vàng bịt vào. Vua Quang Vũ được ấn ngọc ấy ở nghi dương, truyền đến bây giờ. Khi mười tên hoạn quan làm loạn, bức đem thiếu đế ra bắc mang, lúc về thấy mất ngọc tỷ. Này tướng quân lại tìm được, tất là trời cho tướng quân đó. Điểm này là điểm báo tướng quân sẽ làm vua, vậy tướng quân không nên ở lâu chốn này, mà nên về ngay Giang Đông để mưu toan việc lớn. Người nói chính hợp ý ta, ngày mai ta sẽ cáo bệnh về, bàn định xong, kiên truyền quân sĩ không được nói hở cho ai biết. Không ngờ trong đám quân sĩ có một người cùng làng với viên thiệu, biết việc đó, muốn nhân dịp tiến thân, ngay đêm hôm ấy lẻn sang báo với viên thiệu. Thiệu thường cho người ấy rồi giữ lại ở trong quân, hôm sau tôn kiên sang trại viên thiệu để cáo từ, nói rằng tôi hơi khó ở, xin phép về tiến sĩ. Thiệu cười nói rằng, tôi đã biết bệnh ông rồi. Bệnh ấy là bệnh ngọc tỷ. Kiên thất sắc, hỏi rằng, ai nói với ông thế? Thiệu nói, nay chúng ta vì nước đánh giặc. Ngọc tỷ là của báo triều đình. Ông bắt được, nên ở chỗ minh chủ, đợi khi nào giết được đồng trác thì đem trả lại nhà vua. Nay ông giấu ân ấy mà bỏ đi, định làm gì? Kiên cứ chối, ngọc tỷ làm gì có ở tôi? Thiệu nói, cái gì bắt được ở dưới giếng đền kiến trương, bây giờ đâu? Kiên nói, tôi không có của ấy. Cưỡng bức nhau làm gì thế? Thiệu nói, mau mau bỏ ra đây, kẻo vạ đến thân bây giờ. Kiên trỏ tay lên trời thề rằng, tôi được của ấy mà giấu đi, thì sẽ chết dưới mũi tên hòn đạn. Các tướng đều nói rằng, văn đài đã thể như thế, chắc là không bắt được Ngọc tỷ. Thiệu gọi người làm chứng ra, hỏi tôn Kiên rằng, lúc mò được Ngọc, có người này ở đấy không? Kiên giận lắm, rút ngay gương ra, định chém người ấy thiệu cũng rút gươm ra bảo rằng, hễ mày chém nó thì đúng là mày dối ta, nhàn lương, văn xú đứng sau lưng viên thiệu, cũng rút gươm ra. Sau lưng tôn kiên, trình phủ, hoàng cái, hàn dương cũng cầm dao lăm lăm ở tay. Các tướng đều súng lại can đôi bên, kiên lập tức trở ra, lên ngựa về phổ trại, bỏ lạc dương đi. Thiệu giận lắm, liền viết một lá thư, sai người tâm phúc ngay đêm hôm ấy đem sang Linh Châu, đưa cho quan thứ sử là lưu biểu sai biểu chẹn đường kiên, lấy lại ngọc tỷ. Hôm sau có người báo rằng Tào Tháo đuổi đồng trác đánh nhau ở Linh Dương thua to trở về. Thiệu bèn sai người đón Tháo vào trại, mở tiệc rượu cùng với Tháo giải phiền. Trong khi uống rượu, Tào Tháo than rằng ta trước kia khởi nghĩa lớn, cốt là muốn vì nước trừ hại. Các ông đã có bụng trượng nghĩa mà đến với tôi, ý tôi muốn phiền bản sơ đem quân Hà Nội sang đóng ở Mạch Tân, còn các quân toan, Tào cứ giữ vững thành cao, giữ cửa ải ngao thương, ngăn hoàn viên, đại cốc, khống chế những nơi hiểm yếu. Còn công lộ đem quân Nam Dương sang đóng ở Đan Chiết, tiến vào cửa vũ quan, để cho cái uy thế ở Tam Phu to lên. Nơi nào cũng thành cao, hào sâu, không đánh nhau, chỉ giữ làm nghi binh, để cho thiên hạ trông rõ hình thế, cho ta là kẻ thuận đi trừ kẻ gian, thì việc lớn có thể định ngay được. Thế mà các ông dùng rằng mãi chẳng tiến quân làm mất cả lòng mong đợi của thiên hạ. Tôi lấy làm xấu hổ quá. Lũ thiệu không ai nói câu gì. Một chốc tiệc tan, Tháo thấy lũ thiệu mỗi người một bụng, nghĩ cũng không làm được việc lớn, bèn tự kéo quân về Dương Châu. Công tôn toàn thấy tình cảnh thế, cũng chán. Một bữa, toàn bảo với Lưu, Quan, Trương, tôi xem viên thiệu không làm nên được trò trống gì đâu. Ở lâu tất sinh biến, chi bằng chúng ta hãy về, bèn nhổ chạy về phía Bắc, đi đến huyện Bình Nguyên toàn sai lưu bị làm tướng ở đó giữ lấy đất nuôi lấy quân thái thú duyên châu lưu đại thiếu lương hỏi vay thái thú đông quận là kiều mạo mạo không cho vay đại đem quân xông vào dinh mạo giết mạo đi rồi thu phục quân sĩ và thu hết quân lương viên thiệu thấy chư hầu mỗi người đi một ngả cũng rời lạc dương kéo quân về quan đông thứ sử kinh châu là lưu biểu bắt được thư của viên thiệu xin đem quân chạy đường tôn kiên liền sai ngay khoái việt và sái mạo dẫn một vạn quân ra đón đường đánh kiên liêu biểu tên chữ là cảnh thăng quê ở cao bình đất sơn dương cũng là tôn thân nhà hán lúc còn nhỏ biểu kết bản với bảy danh sĩ mấy giờ người ta gọi là giang hạ bát tuấn trong tám người ấy thì một người là liêu biểu còn bảy người nữa là một trần tường hai phạm phang ba khổng dược bốn phạm khang năm đàn phu sáu trương kiểm bảy sầm hinh biểu cùng với bảy người ấy kết làm bạn nhưng ngoài ra còn có mấy người phù tá một là khoái lương người ở diên bình hai là khoái việt cũng người diên bình ba là sái mạo người ở tương dương khoái việt sái mạo dẫn một vạn quân ra chẹn đường tôn kiên vừa đến đó khoái việt bày trận rồi nhảy ngựa ra kiên thấy việt hỏi rằng khoái việt cớ sao chẹn đường ta việt nói người đã làm tôi nhà hán Sao được giấu ngọc tỷ truyền quốc? Đưa ngay ra đây, ta sẽ cho đi, Kiên tức lắm, sai ngay hoàng cái ra đánh. Sái mạo múa dao lại địch, được vài hiệp, cái hoa ngọn roi, đánh trúng ngay miếng kính che ngực mạo. Mạo quay đầu ngựa chạy, Kiên thừa thế đuổi đánh khỏi cửa ô. Lúc bấy giờ, ở trong núi, bỗng thấy chiêm trống khu rầm lên. Thì ra Lưu biểu vừa dẫn quân đến, Kiên ngồi trên ngựa chào hỏi tử tế rồi nói với lưu biểu rằng ta với cảnh thăng là láng giềng với nhau sao cảnh thăng lại nỡ tin lời viên thiệu và xử tệ với ta vậy biểu nói nhà ngươi giấu quốc bảo muốn làm phản à kiên lại thề ta mà có cô ấy ở trong mình xin chết ở dưới mũi tên viên đạn biểu nói muốn cho ta tin nhà ngươi phải để cho ta khám cả đồ hành lý kiên nổi khùng mắng lưu biểu rằng tài sức mày thấm vào đâu mà dám khinh ta hai bên sắp sửa giao binh đánh nhau lưu biểu lui ngay Kiên thấy vậy thả ngựa sấn lại. Bấy giờ quân phục ở sau hai dặm núi kéo ổ ra, sau lưng khoái việt, sái mạo ập lại, vây bọc lấy tôn kiên ở giữa trận. Thế rõ thực là Ngọc Tỷ đem về không dùng được, lại vì cô ấy động binh đao, chưa biết tôn kiên làm thế nào mà thoát được. Xem hồi sau sẽ rõ. Hồi bảy viên thiệu qua cầu đánh công tôn, tôn kiên sang sông đá lưu biểu. Tôn kiên bị lưu biểu vây lại, đã tưởng chết, may đâu lại có trình phủ hoàng cái. Hàn Dương, ba tướng cố sức cứu được thoát nạn, nhưng quân sĩ mất già nửa. Kiên kéo quân về Giang Đông, từ đấy Kiên với biểu thủ nhau. Đây nói chuyện viên thiệu kéo quân về đóng ở Hà Nội, lương thảo túng thiếu. Quan mục ký châu là Hán Phức thấy vậy sai người đưa lương đến giúp để nuôi quân. Mưu sĩ thiệu tên là Phùng Kỳ Bảo với thiệu rằng đại trưởng phu tung hoành thiên hạ, cần chi phải đợi người giúp lương. Ký châu là đất giàu, lắm lương tướng quân lấy quách đi có được không? Thiệu nói, ta cũng muốn lắm, nhưng chưa nghĩ được kế gì. Kỳ nói, này tướng quân lên mặt sai người đưa thư cho công tôn toàn, bảo y tiến binh lấy ký châu, tướng quân hẹn với toàn rằng hai bên cùng đánh. Toàn tất thể nào cũng tiến binh, hàn phức là đức vô mưu, tất sẽ mời tướng quân đến coi đỡ việc châu. Tướng quân thừa dịp ấy mà lấy ký châu thì việc dễ như trở bàn tay. Thiệu mừng lắm, viết ngay thư cho công tôn toàn. Toàn xem thấy thư viên thiệu bàn cùng đánh lấy ký châu rồi chia đôi đất, mừng lắm. Ngay hôm ấy Toàn khởi hành, thiệu sai người mật báo cho Hàn Phước biết, Phước bèn gọi hai mưu sĩ tên là Tuân Thầm và Tân Bình để bàn. Thầm nói công tôn Toàn đem quân nước yên, nước đại kéo lại đông lắm, thế mình không đương nổi. Và Toàn có lưu bị, quan vũ, trương phi giúp đỡ, ta địch sao được. Này viên thiệu trí dũng hơn người, thủ hạ nhiều, danh tướng lắm. Tướng quân nên mời viên thiệu lại để cùng coi việc châu. Tôi chắc thiệu sẽ hậu đãi. Tướng quân sợ gì công tôn toàn nữa. Phước liền sai biệt giả tên là quan thuần sang mời viên thiệu. trưởng sử là cảnh vũ can rằng viên thiệu bây giờ đương thân cô. Thế cùng, chỉ trông nhờ vào ta. Ví như đứa trẻ con ở trên bàn tay không cho bú mớm thì chết ngay. Này lại đem châu quận của mình mà trao cho nó. Thì có khác gì đưa con cọp vào giữa đàn dê. Phước nói, ta cũng là đấy tơ cũ họ viên, tài ta lại kém thiệu. Người ngày xưa từng chọn người hiền để nhường ngôi, sao các ngươi bây giờ hay ghen ghét thế? Cảnh vũ than rằng, ký châu hỏng mất, vì việc đó có hơn 30 người bỏ chức mà đi. Cảnh vũ với quan thuần, hai người rủ nhau ra phục ở ngoài cửa thành để đợi viên thiệu đến. Sau vài hôm, viên thiệu kéo quân lại, cảnh vũ, quan thuần rút dao, nhảy ra trực đâm viên thiệu. Tướng Thiệu là nhan lương chém chết cảnh vũ, văn xú chém chết quan thuần. Thiệu vào ký châu, cho Phước làm phấn uy tướng quân, rồi cho điền Phong, Thư Thủ, Hứa Du và Phùng Kỳ chia tay nhau ra giữ việc trong châu, đoạt cả quyền của Hàn Phước. Phước bấy giờ hối cũng không kịp nữa bực mình bỏ cả nhà cửa vợ con, sang với thái thú Trần Lưu là Trương Mạc, công tôn toàn thấy Thiệu được ký châu liền sai em là công tôn Việt đến thăm Thiệu và dục Thiệu chia đất theo như lời đã ước với nhau. Thiệu bảo Việt về mời anh ngươi lại đây, ta sẽ nói chuyện, Việt về, đi chưa được 50 dặm, bỗng gặp một cánh quân mã ở cạnh đường sông ra, nói rằng ta là gia tướng của đồng thừa tướng đây, rồi tên bắn ra tua tùa, Việt bị thương chết, thủ hạ trốn được về báo với công tôn Toàn, Toàn tức lắm, nói rằng viên Thiệu nhủ ta đem binh đến đánh Hàn Phức, chẳng qua là dụng mưu lừa dối ta nay lại giả trá là quân đồng trác để giết em ta thù này thế nào ta cũng phải báo nói rồi đem hết cả quân bản hậu kéo sang ký châu thiệu thấy toàn kéo quân đến cũng dẫn quân ra hai bên gặp nhau ở trên sông bản hà thiệu dàn quân bên đông cầu toàn dàn quân bên tây cầu toàn cưỡi ngựa đứng trên cầu mắng to lên rằng thằng bội nghĩa kia sao mày dám lừa ta thiệu cũng thúc ngựa đến cạnh cầu trò tay vào toàn nói rằng hàn phức hèn hạ tự xin nhường ký châu cho ta, có việc gì đến mày? Toàn lại nói, ngày trước ta tưởng mày là đứa có nhân nghĩa, bầu mày là minh chủ. Bây giờ, xem những điều mày làm có khác gì chó má. Mày còn mặt mũi nào đứng trên cõi đời nữa, viên thiệu giận lắm, thét rằng, ai vào lôi cổ nó ra đây cho ta, thiệu nói chưa dứt lời thì văn xú vác giáo, thúc ngựa xông thẳng lên cầu. Toàn đánh nhau với xú chưa được 10 hiệp, thua chạy. Xú đuổi theo toàn chạy vào trong trận xú cũng phi ngựa xông vào giữa đám quân thủ hạ toàn có bốn tướng giỏi kéo ùa cả ra đánh với văn xú xú đâm trúng một người ngã ngựa còn ba người kia đều chạy xú đuổi toàn chạy ra đằng sau trận toàn nhìn vào một cái hang núi toan chạy trốn vào đó xú túc ngựa quát lên rằng mau xuống ngựa hàng đi toàn công tên rơi mất cả mũ lăn xuống đất đầu tóc tả tơi phi ngựa chạy quanh dạng núi chẳng may ngựa vấp quỷ hai chân trước Toàn cũng ngã quay xuống dưới bờ núi, xú cầm ngọn giáo, xô lại để đâm. Bỗng đâu bên cạnh bờ có một tướng, người trẻ trung vác ngọn giáo phi ngựa ra đâm văn xuống. Công tôn toàn lẻn trèo lên sườn núi, trông thấy tướng ấy mình cao tám thước, mày rậm, mắt to, mặt rộng, má bầu, uy phong lẫm liệt. Hai người đánh nhau năm sáu mươi hiệp, chưa rõ bên nào thua bên nào được. Quân cứu của Toàn kéo đến, xú quay ngựa lui về tướng trẻ tuổi ấy cũng không đuổi theo. Toản vội vàng xuống ngựa hỏi tên họ, tướng ấy vái một vái thưa rằng tôi là người ở chân định, xứ thường sơn, họ triệu tên vân trường, tên chữ là tử long. Nguyên tôi là người ở địa hạt viên thiệu, nhân thấy thiệu không có bụng trung vua cứu dân, nên tôi bỏ xứ ấy đến đây theo ngài. Không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này, toàn mừng lắm mời triệu vân về trại, sửa sang lại áo giáp và đồ khí giới. Hôm sau toàn chia quân mã ra làm hai cánh, ngựa có hơn 5.000 con, quá nửa toàn ngựa trắng. Vì khi xưa toàn đánh nhau với người dựa khương, chọn tuyển ngựa trắng làm tiên phong, gọi là bạch mã tướng quân. Người dợ khương trông thấy ngựa trắng là chạy, từ đó toàn có rất nhiều ngựa trắng, thiệu sai nhan lương, văn xú làm tiên phong, mỗi người đem một nghìn quân cung nỏ cũng chia làm hai cánh tả hữu truyền lệnh cho cánh quân tả bắn hữu quân của toàn cánh quân hiu bắn tả quân của toàn lại sai khúc nghĩa đem 800 tay cung một vạn rưỡi quân bộ giàn ở giữa trận viên thiệu đem quân mã bộ vài vạn đi sau để tiếp ứng công tôn toàn mới được triệu tử long chưa biết bụng dạ thế nào sai lĩnh riêng một toán quân đi mặt sau trước tiên phong giao cho đại tướng nghiêm cương toàn tự lĩnh cánh trung quân cưỡi ngựa đứng trên cầu bên mình dựng một lá cờ đỏ thiêu một chữ suý bằng kim tuyến từ giờ thìn địch trống đến mãi giờ tị không thấy viên thiệu tiến binh khúc nghĩa sai những tay công phục cả ở dưới mục hẹn đến lúc nào thấy có một tiếng súng lệnh mới được bắn tên ra nghiêm cương đánh trống gieo hò tiến lên xông thẳng vào đánh khúc nghĩa quân nghĩa thấy cương vào cũng mặc cứ để cho vào khi cương đến gần sát quân nghĩa mới có một tiếng pháo vang lên tám trăm công nỏ cùng bắn ra một lúc cương định chạy trở về nghĩa đã tế ngựa đến chém cương chết lăn quay xuống chân ngựa quân toàn thua hai bên tả hữu đổ ra để cứu lại bị nhan lương văn xú dẫn quân cung nỏ bắn sang nên không thể nào cứu lại được nữa quân thiệu bấy giờ mới tiến lên đến mãi cạnh cầu khúc nghĩa phi ngựa lên trước chém ngay tướng cầm cờ của toàn chặt ngọn cờ gãy đôi rơi xuống đất toàn thấy cờ đổ vội vàng quay ngựa xuống cầu chạy khúc nghĩa đem binh xông vào đến tận hậu binh của toàn gặp triệu tử long tử long cầm ngọn giáo xông vào đánh khúc nghĩa đánh có phải ba hiệp đâm khúc nghĩa chết ngay tử long cưỡi một con ngựa phi vào đám quân viên thiệu xông sáo như đi vào chỗ không người toàn kéo quân đánh lại quân thiệu lại thua giữa lúc khúc nghĩa chém được tướng cầm cờ của toàn viên thiệu sai quân thám mã ra xem quân thám về báo rằng nghĩa chém được tướng chặt được cờ đương đuổi toàn vì thế thiệu không chuẩn bị gì cả cùng với điền phong dẫn vài trăm quân vác kích vài mươi tay cung cưỡi ngựa ra xem cười ha hả cho toàn là hạng hèn hạ chẳng làm cho gì được trong khi thiệu đang cười nói nói bỗng thấy triệu tử long xông đến tận trước mặt những tay cung vội vàng bắn triệu tử long đâm luôn mấy đứa chúng khiếp sợ bỏ chạy cả đằng sau thì quân toàn cuồn cuộn tiến lên vây thiệu lại Điền Phong vội vàng bảo Thiệu rằng, chúa công nên lánh vào trong bức tường kia. Thiệu liền cầm mũ đầu mâu quăng xuống đất quát to lên rằng, đại Trượng phu muốn chết ở chiến trường, chứ lại núp vào tường cầu sống làm gì. Quân viên Thiệu liền cố sức liều chết mà chống cử, Triệu Vân không thể xông vào được nữa. Lúc ấy đại quân của Thiệu vừa kéo đến kịp, Triệu Vân bảo vệ công tôn toàn, đánh ra được khỏi vòng vây. Lúc về, đến đầu cầu bên này, quân Thiệu lại tiến lên, sang qua cầu quân toàn xa xuống sông chết rất nhiều, viên thiệu sông thẳng lên trước, chưa được năm dặm, đã nghe thấy mé sau núi có tiếng hò reo, một toán quân mã kéo ra. Ba tướng đi trước là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Ba anh em đang ở Bình Nguyên nghe thấy toàn đánh nhau với thiệu, đem quân đánh giúp. Ba người vừa đến nơi gặp thiệu đương đuổi toàn liền tế ngựa chạy lại cứu. Thiệu trông thấy ba người hồn vía lên mây cả, con dao quý đang cầm trong tay rơi ngay xuống đất, chỉ vừa kịp thúc ngựa quay đầu chạy. Nhờ quân mã cố sức cứu, thiệu mới về được khỏi cầu Công tôn toàn cũng thu quân về trại lưu, quan, trương vào chào cùng nhau hỏi han trò chuyện. Toàn nói giá huyền đức không đến cứu ta, ta còn bị khốn đốn nhiều. Rồi toàn bảo ba người vào gặp triệu tử long, lưu bị mới thấy triệu vân, đã có bụng yêu mến ngay, không muốn rời xa nữa. Viên thiệu thua một trận, bèn giữ trải, không ra đánh hai bên cầm cự nhau hơn một tháng. Có người về trường an bảo với đồng trác Lý Nho nói với trác rằng viên thiệu với công tôn toàn đều là hào kiệt bây giờ, nay hiện đương đánh nhau ở trên sông Bàn Hà. Thái sư nên giả chiếu của vua sai người ra giải hòa. Hai người ấy hòa thuận với nhau, tất cảm ơn và quy phục thái sư. Trác nghe Lý Nho, ngày hôm sau, sai thái phó là Mã Nhật Đê và Thái Bộc là Triệu Kỳ, đem chiếu mệnh đi dụ hai người hai sứ đi đến Hà Bắc, viên thiệu ra ngoài một trăm dặm đón rước, lại hai lạy, vâng lệnh chiếu dụ. Hôm sau Mã Nhật Đê và Triệu Kỳ lại đến dinh công tôn toàn để dụ. Toàn cũng vâng chiếu, liền sai sứ đưa thư sang cho thiệu. Hai bên giảng hòa, Mã, Triệu về Trường An, toàn lập tức rút quân về, rồi tiến cử huyền Đức làm tướng ở Bình Nguyên. Lưu bị khi từ giã Triệu Tử Long, hai người cầm tay nhau giỏ nước mắt khóc, ngần ngừ không muốn xa nhau. Vân than rằng, trước kia tôi cũng nghĩ công tôn toản là người anh hùng. Này xem việc làm, thì bất quá cũng là một tuồng viên thiệu mà thôi. Lưu bị nói, thôi, xin ông hãy chịu khó náu thân ở đây. Hai chúng ta thế nào cũng có ngày gặp nhau, hai người buông nhau ra, nước mắt chứa chan. Lại nói đến viên thuật ở Nam Dương nghe tin viên thiệu mới được ký trông. Sai sứ lại xin một nghìn ngựa, thiệu không cho. Thuật giận, từ đó hai anh em ghét nhau, thuật lại sai sứ đến Kinh Châu hỏi vay lưu biểu hai vạn tạ lương. Biểu cũng không cho vay, thuật cũng giận, sai người đưa mật đưa thư cho tôn kiên xui kiên đánh lưu biểu. Thư rằng trước kia lưu biểu chẹn đường ông là do mưu kế của anh tôi bản sơ cả. Này tôi lại thấy anh tôi bàn riêng với Lưu Biểu muốn nuốt cả Giang Đông. Ông nên trong chóng khởi binh đánh Lưu Biểu đi. Tôi thì xin đánh bản sơ hộ ông. Có thế thì hai mối thù mới báo được. Ông lấy Kinh Châu tôi lấy ký trông, Ông đừng để mất cơ hội, kiên được thư nói rằng, lưu biểu chẹn trước đường ta, này không nhân dịp nào báo thù, còn đợi đến bao giờ. Bèn họp các tướng trình phủ, hoàng cái, hàn đương đề bàn. Phổ nói, viên thuật là người trí khá lắm, không nên tin vội. Kiên nói, ta muốn đánh báo thù, cần gì viên thuật giúp, rồi sai hoàng cái đến bên sông trước, sắp sẵn chiến thuyền và chờ nhiều quân lương khí giới. Thuyền lớn thì chứa ngựa chiến để một ngày nào đó sẽ cất quân quân do thám dò biết tình hình, về báo với Lưu Biểu, Biểu sợ lắm, kiếp họp các tướng lại bàn. Khoái Lương nói, lo gì việc này, Chúa Công nên sai hoàng tổ lĩnh quân ở Giang Hạ đi trước, làm tiền khu. Chúa Công đem quân kinh tương đi sau này làm hậu viện. Tôn Kiên còn phải qua nhiều sông mới đến đây, còn dụng võ làm sao được. Biểu cho là phải, sai hoàng tổ tu xếp sẵn sàng, rồi đưa đại quân ra nghênh địch. Lại nói đến Tôn Kiên có bốn con, đều là con vợ cả là ngô phu nhân con cả tên là sách tự là bá phù con thứ hai tên là quyền tự là trọng mưu con thứ ba tên là dực tự là túc bật con thứ tư tên là khương tự là quý tá vợ thứ hai kiên là em ruột vợ cả đẻ được hai con một trai một gái con trai tên là lang tự là tào an con gái tên là nhân kiên lại nuôi một người con họ du làm con nuôi tên là thiều tự là Công Lễ. Kiên có một người em, tên là Tĩnh, tự là Ấu Đài. Khi Kiên sắp đi, Tôn Tĩnh dắt cả các con, sắp hàng ở trước ngựa, lại mà can rằng, này đồng chắc trên quyền, thiên tử hèn yếu, bốn bề loạn lạc, mỗi người giữ một phương. Giàng đồng ta vừa mới yên được ít lâu, nay chỉ vì một chút giận nhỏ, mà anh mang đại quân đi, tôi tưởng không nên. Xin anh nghĩ lại, Kiên nói, chú đừng nói nhiều ý tôi muốn tung hoành trong thiên hạ, nay có thủ lẽ nào lại không báo. Con cả là tôn sách nói, nếu cha đã quyết, con xin đi theo, kiên cho đi, rồi hai bố con kéo quân đến phản thành. Hoàng tổ phục cung nỏ ở bên sông, thấy thuyền kiên gần đến bờ, bắn tên ra như mưa. Kiên truyền quân sĩ không ai được bắn vội, hãy cứ nấp ở trong thuyền, trở đi trở lại dụ địch luôn ba hôm, thuyền cứ lượn vào bờ đến vài mươi lượt. Quân hoàng tổ thi nhau bắn dòng dã, đến hết sạch tên đến hôm thứ tư kiên sai quân ra rút những tên dắt đầy cả hai mạn thuyền ước được vài mươi vạn rồi nhân lúc thuận gió bắn cả vào bờ quân hoàng tổ trông đỡ không nổi phải bỏ chạy kiên kéo quân lên bờ trình phủ hoàng cái chia binh ra làm hai đường đến đánh trại hoàng tổ đằng sau thì hàn đương kéo quân tiến lên ba mặt đánh dồn lại quân hoàng tổ thua bỏ phàn thành chạy về đặng thành Kiên sai Hoàng Cai ở lại giữ lấy thuyền bè, còn mình thì đem quân đuổi theo. Hoàng Tổ đem quân nghênh địch, bày trận ở giữa cánh đồng. Kiên cũng giàn thành thế trận, rồi cưỡi ngựa ra đứng dưới cửa cờ. Tôn Sách mặc áo giáp gọn ghẽ, cầm mác, cưỡi ngựa đứng bên cạnh bố. Hoàng Tổ dẫn hai tướng cưỡi ngựa ra, một tướng là Trương Hổ ở Giang Hạ, một tướng là Trần Sinh ở Tương Dương. Hoàng Tổ trò roi mắng đàn chuột ở Giang Đông kia sao dám xâm phạm vào đất của tôn thân nhà Hán? nói rồi sai trương hổ ra đánh. bên quân của kiên hàn đương nhảy ra nghênh địch. hai bên đánh nhau chưa được ba mươi hiệp, trần sinh thấy trương hổ đuối sức cũng phi ngựa ra đánh giúp. tôn sách trông thấy, cắp chặt ngọn mác ở nách dương công đặt tên bắn tin ngay vào giữa mặt trần sinh. sau tiếng dây cung bật, trần sinh ngã ngựa ngay. trương hổ thấy thế, giật nảy mình, bị ngay hàn đương giơ dao chém một nhát hổ đỡ không kịp bị đương chém mất nửa đầu, trình phổ sông ngựa vào trận để bắt hoàng tổ, tổ bỏ cả mũ lẫn ngựa, chạy vào đám bộ quân để lần trốn. Tôn Kiên đánh tràn cánh bại quân, đuổi thẳng mãi đến sông Hán Thủy, sai hoàng cây đem thuyền tiến lên đóng ở Hán Giang. Hoàng tổ tu quân vào ra mắt lưu biểu, nói rằng thế Tôn Kiên to quá, không sao địch được, biểu vội gọi khoái lương ra bàn, lương nói này ta mới thua, binh lính ngã lòng cả bây giờ chỉ nên thành cao hào sâu, giữ cho vững vàng, rồi mật sai người sang cầu cứu viên thiệu, mới có thể giải vây được. Sái mạo nói, từ nhu bản mưu ấy thực vụng, nay quân địch tới ngoài thành, tướng địch đã đến bên hào, lẽ nào ta lại ngồi khoanh tay chịu chết? Tôi tuy không có tài cán gì, nhưng cũng dám xin lĩnh quân ra ngoài thành quyết chiến một trận. Lưu biểu nghe lời, cho sái mạo đem hơn một vạn quân ra ngoài thành tương dương, dàn trận ở dưới núi Nghiện Sơn. Tôn Kiên đem quân vừa thắng trận, kéo bừa lên đánh sái Mạo. Mạo thúc ngựa ra, Kiên thấy Mạo liền hô, thằng này là anh vợ bé lưu biểu đây, ai ra bắt lấy nó cho ta. Trình phổ vác ngay ngọn mâu chui sắt, tế ngựa ra đánh. Mới đánh nhau được vài hiệp, Mạo đã thua chạy, Kiên thúc quân vào giết chết vô số quân Mạo, thay người ngổn ngang khắp cả cánh đồng. Mạo trốn về Tương Dương, khoái lương thấy Mạo thua chạy về liền nói rằng tôi đã bày một kế hay, mạo không nghe cứ ra đánh để đến nỗi thua to này nên chiếu quân pháp mà đem chém liêu biểu vừa lấy em gái sái mạo không nợ chém một hôm bỗng một cơn gió nổi lên giật đổ lá cờ suý ở trung quân hàn đương nói điểm này là điểm gở xin hãy rút quân về kiên nói ta đánh trận nào được trận nấy chỉ sớm tối hôm nay thì lấy được tương dương sao lại vì một việc gió thổi gãy cờ mà bãi binh kiên không nghe lời hàn đương càng thúc quân đánh giết Khoái lương một hôm xem thiên văn, bảo lưu biểu tôi trông thiên văn, thấy một ngôi tướng tinh chừng muốn xa, cứ chia phương hướng mà tính ra, thì ngôi sao ấy là tôn kiên. Chúa công nên lập tức đưa thư cho viên thiệu để cầu cứu. Lưu biểu viết thư xong, hỏi có ai dám xông ra ngoài vòng vây. Có mạnh tướng là lã công xin đi, khoái lương bảo lã công rằng người đã có gan dám đi, nên nghe kế ta, ngươi đem 500 quân mã đi, phải kén những tay bắn công giỏi ra khỏi được vòng vây rồi lập tức chạy lên nhiễn sơn. Đằng kia tắt nó đem quân lại đuổi, người phải lấy ra một trăm người, lên núi tìm đá chất sẵn, một trăm người nữa mang cung nỏ nấp ở trong rừng. Hễ nó đuổi đến nơi, chớ có chạy đường thẳng, cứ chạy quanh co, giữ cho nó đến chỗ mai phục, rồi ở trên cùng bắn tên và ném đá xuống. Nếu thắng trận thì lập tức nổi hiệu súng liên châu, trong thành sẽ cho quân ra tiếp ứng. Nếu nó không đuổi thì đừng nổ súng báo hiệu làm gì cứ đi sấn đi thôi. Đêm nay trăng không sáng lắm, chiều tà có thể ra khỏi thành, lã công vâng lĩnh kế ấy, sắp sẵn quân mã, đợi đến sâm sầm tối, bí mật mở cửa phía đông, kéo quân ra khỏi thành. Tôn Kiên đang ở trong trướng, nghe có tiếng reo, kiếp cưỡi ngựa đem 30 tên kỵ mã ra cửa chạy xem. Quân sĩ lại báo rằng có một toán quân mã ở trong thành kéo ra, chạy về mé Nghiễn Sơn. Kiên không kịp gọi các tướng chỉ dẫn 30 tên kỵ mã đuổi theo bấy giờ lã công đã đưa quân vào mai phục trong rừng rậm rồi một mình kiên phóng ngựa chạy nhanh tới thấy quân đằng trước không còn cách xa mấy kiên bèn gọi to lên rằng đừng chạy nữa lã công quay ngựa lại đánh đánh được một hiệp lã công lại chạy lẻn vào trong đường núi kiên đằng sau theo hút nhưng đi đến núi thì không thấy lã công nữa kiên toan trèo lên núi bỗng nghe thấy một tiếng cổng rồi đá đâu ở trên núi lăn xuống như mưa trong rừng tên bắn ra tua tùa Kiên bị đá và tên bắn trúng vào đầu, phọt óc ra. Người và ngựa cùng chết cả ở chân núi, lúc ấy Tôn Kiên mới có 37 tuổi, lã công xuống chẹn đường bắt được 30 tên kỵ mã, giết tuốt cả rồi nổi hiệu súng liên châu. Trong thành nghe thấy, Hoàng Tổ, khoái Việt, Sái Mạo cùng chia làm mấy ngả ra đánh. Quân Giang Đông xôn xao cả lên, Hoàng cây giữ thuyền ở dưới sông, nghe thấy tiếng reo ẩm ĩ, cũng dẫn thủy quân kéo lên bờ gặp ngay hoàng tổ, đánh nhau được vài hiệp thì hoàng cái bắt sống được hoàng tổ. Trình phủ bảo vệ tôn sách, vội tìm đường chạy, vừa gặp ngay lã công đến. Phổ tế ngựa giữa à, hai bên đánh nhau được vài hiệp. Phổ đâm một ngọn mông, lã công chết ngã xuống chân ngựa, hai bên đánh nhau mãi đến tận sáng mới thu quân, quân lưu biểu rút vào thành. Tôn sách về đến hán thủy mới biết tin bố chết, quân lưu biểu đã khiêng xác vào thành mất rồi. Sách khóc lóc thảm sầu quân sĩ cũng rền rĩ than khóc. Sách khóc, xác phụ thân ta còn ở bên địch, làm thế nào mang về quê hương được? Hoàng cây nói, nay ta bắt sống được hoàng tổ, nên sai người vào thành giảng hòa, đem hoàng tổ đổi lấy thi thể của chúa công. Nói chưa dứt lời có viên tướng tên là Hoàn Khải bước ra nói rằng, tôi với Lưu Biểu có quen biết trước, xin nhận đi sứ vào thành. Sách cho Khải đi, lúc giáp Lưu Biểu, Biểu nói, Hải cốt văn đài ta đã nhập quan tử tế ngươi về nói bên ấy tha hoàng tổ ra ta sẽ trả hài cốt cho mà đem về hai bên cùng bãi binh từ nay về sau không phạm nhau nữa khải từ tạ định đi dưới thềm khoái lương nhảy ra ngăn rằng không nên không nên tôi có một kế này làm cho quân giang đông mảnh giáp không còn nhưng trước hết xin hãy chém đầu hoàn khải đi đã thế rõ thực là tôn kiên đuổi giặc vừa toi mạng hoàn khải cầu hòa lại gặp nguy chưa biết tính mệnh hoàn khải ra sao xem hồi sau sẽ rõ hồi tám vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế đồng thừa tướng náo động phụng nghi đình khoái lương nói với lưu biểu rằng ngày nay tôn kiên đã chết các con còn bé cả nên thừa kế tiến quân nhanh lên chỉ đánh một trận là lấy được giang đông nếu chúa công trả thây tôn kiên và bãi binh về để cho kẻ thù nuôi dưỡng sức khỏe đó là cái vả của kinh châu về sau vậy biểu nói ta còn có hoàng tổ ở bên ấy sao nỡ bỏ được Lương nói: "Bỏ một anh hoàng tổ vô mưu, mà lấy được cả Giang Đông, việc gì còn phải cân nhắc." Biểu lại nói: "Ta với hoàng tổ là bạn tâm phúc với nhau, bỏ y là trái nghĩa." Biểu cho hoàn khải về, hẹn rằng hễ bên ấy tha hoàng tổ, thì bên này cho đem xác Tôn Kiên về. Tôn Sách tha hoàng tổ, rồi sang rước linh cữu bố về, rút quân về Giang Đông, táng cha ở Gò Khúc a. Việc tang xong, Tôn Sách dẫn quân về Giang Đông, với người hiền dùng kẻ sĩ, khéo nhún mình trọng người, hào kiệt bốn phương dần dần kéo đến theo tôn sách ca. Trong khi ấy, đồng trác ở trường An được tin tôn kiên đã chết, mừng mà nói rằng ta trừ được một mối lo lớn trong lòng, trác hỏi con kiên bao nhiêu tuổi, có người thưa 17 tuổi. Trác không cho vào đâu, từ bấy giờ lại càng kiêu căng tự xưng là thượng phụ, khi ra khi vào dùng toàn nghi vệ thiên tử. trác lại phong em là đồng mẫn làm tả tướng quân, Tước vu hầu, cháu là đồng hoành làm trị chung, coi cả quan cấm binh. Tôn tộc họ đồng chẳng cứ già trẻ, ai cũng được phong tước hầu cả. Các trường an 250 dặm, trác sai đắp một cái thành gọi là thành mi ồ, bắt 25 vạn dân đắp cao, dày, theo y như kiểu thành trường an. Trong thành lại làm những cung thất kho tàng, chứa được đủ lương ăn trong 20 năm, lại kéo gái thanh tân 800 người chứa trong ấy, vàng, ngọc, gấm, vóc chân châu vào không biết bao nhiêu mà kỳ họ hàng chác đều được đem vào cả trong thành chác thì đi đi về về trường an khi nửa tháng một lần khi một tháng một lần công khanh đưa đón thường phải đứng trực ở ngoài cửa hoành môn chác nhiều khi đặt trướng ở dọc đường cùng với công khanh ăn tiệc một hôm chác ra ngoài cửa hoành môn các quan đi tiễn chác mời các quan ở lại uống rượu đoạn cho gọi mấy trăm hàng binh vừa dụ được ở đất bắc đến chác sai đem ra trước chỗ ăn tiệc đứa thì đem chặt chân chặt tay, đứa thì đem khoét mắt xẻo mũi, đứa thì đem cắt lưỡi, đứa thì đem bỏ vạc dầu đun. Tiếng kêu khóc vang lừng trời đất, các quan đang ăn tiệc, thấy thế người nào người nấy đều run cầm cập, đánh rơi cả đũa. Trác vừa uống rượu vừa cười nói như không, lại một hôm khác, Trác ở sảnh đài, hội cả bách quan ngồi sẵn ra hai hàng. Rượu uống được độ vài tuần, thì lã bố đi tắt vào, ghé vào tay đồng Trác nói thầm mấy câu, rồi thấy trác cười mà nói rằng à ra thế nói rồi sai lã bố lôi quan tư không tên là trương ôn đang ngồi dự tiệc đem xuống nhà dưới các quan không biết đầu đuôi thế nào đều thất sắc một lát thấy quân hầu bưng lên một cái mâm đỏ giữa để đầu lâu trương ôn các quan đều sợ mất vía đồng trác cười nói các quan đừng sợ trương ôn liên kết với viên thuật toàn hại ta nhân hai đứa gửi thư cho nhau đưa nhầm cho con ta là lã ôn hầu nên ta mới đem chém. Các quan không có việc gì, đừng sợ, các quan dạ dạ rồi về, quan tư đổ vương doãn, hôm ấy về đến phủ, nghĩ đến những việc trông thấy ở trong bữa tiệc, ngồi đứng không yên. Đến đêm khuya, trăng sáng vằng vặc, doãn chống gậy đi ra vườn sau, đứng bên cạnh bụi đổ mi, ngẩng mặt lên trời, mà khóc, chợt nghe có tiếng người thở dài ở cạnh đình mẫu đơn. Doãn giòn rén lại nhìn xem ai thì là một con hát trong phủ, tên là Điêu Thuyền. Điều Thuyền từ tuổi nhỏ được kéo vào phủ, học múa học hát, bấy giờ mới 16 tuổi, đủ cả tài sắc, Doãn thương yêu như con đẻ. Doãn đứng nghe một hồi lâu, mắng rằng, con này đã có tư tình gì đây? Thuyền quỳ xuống thưa rằng, lại cha, con đâu dám có tư tình. Doãn hỏi, không có tư tình thì việc gì canh khuya lại ra đứng đây mà thở vắn than dài? Thuyền nói, lại cha, xin cho con bày tỏ nỗi lòng. Doãn nói, con không được giấu giếm, phải nói cho thực. Thuyền nói, con nhờ ơn cha nuôi nấng, dạy bảo mua hát, lại được hậu đãi, dù thịt nát xương tan, cũng không báo được muôn một. Gần đây con thấy cha mặt thảm mày trâu, tất cha có lo việc lớn gì trong nước, con vẫn không dám hỏi. Nhân chiều hôm nay con thấy cha đứng ngồi không yên, cho nên con cũng buồn rầu mà thở dài, không ngờ cha nghe thấy. Nếu cha có việc gì cần sai bảo đến con, dù có chết con cũng không ngại. Doãn đập gậy xuống đất nói rằng, ai ngờ cơ đồ nhà Hán lại ở trong tay con. Hãy theo cha đến nhà gác cha bảo, Doãn đến đó, đuổi hết tỳ thiếp ra, dắt điêu thuyền ngồi lên trên sập, rồi tục xuống lại. Điêu thuyền sợ hãi, cúi rạp xuống đất, thưa rằng, sao cha lại làm thế? Doãn nói, con hãy thương lấy sinh linh nhà Hán, nói rồi khóc như nước suối chảy. Thuyền thưa, vừa rồi con đã thưa, cha có việc gì sai khiến, dẫu chết con cũng không từ. Doãn lại quỳ xuống nói, hiện nay trăm họ như bị treo ngược, vua tôi ngất ngưởng như trứng trồng, thật nguy cấp, phi con không ai cứu được. Tặc thần đồng trác sắp cướp ngôi vua, văn vũ trong chiều không ai nghĩ được kế gì. Đồng trác có một thằng con nuôi là lã bố, sức khỏe lạ thường. Ta xem hai đứa ấy cũng là tuồng hiếu sắc, nay ta muốn dùng một kế liên hoàn, trước đem con gà cho lã bố, sau lại đem con dâng đồng trác. Còn ở trong, tùy cơ lập kế, ly gián hai bố con nó, xui khiến thế nào cho lã bố giết đồng trác để trừ kẻ đại ác, giữ yên xã tắc, dựng lại giang sơn. Đó là nhờ ở sức con, con nghĩ thế nào, thuyền thưa con xin thưa, dẫu chết con cũng không từ, xin đem ngay con dâng cho nó, con sẽ lập mưu ở trong. Doãn nói, việc này nếu tiết lộ họ nhà ta sẽ chết hết, thuyền thưa rằng, xin cha chớ lo, nếu con không báo đền được nghĩa lớn con sẽ chết ở dưới muôn vàn ngọn giáo. Doãn lại tạ, hôm sau Doãn sai người đem Ngọc Minh Châu, xưa nay vẫn cất kỹ một nơi, gọi thợ khéo, là một cỗ mũ vàng, mật sai người đem biếu lã bố. Bố mừng rỡ, thân đến nhà Doãn tạ ơn, Doãn làm sẵn của ngon vật lạ đợi bố đến, Doãn ra cửa đón rước vào hậu đường, mời ngồi lên trên. Bố nói, tôi là một tiểu tướng ở trong phủ, tư đồ là một vị đại thần trong triều, sao lại quá tôn kính như vậy? Doãn nói: Này thiên hạ không có ai là anh hùng, tôi chỉ thấy duy có tướng quân mà thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính, không phải là tôn kính cái chức của tướng quân mà là tôn kính cái tài của tướng quân đó. Bố mừng lắm, Doãn khẩn khoản mời rượu, khen lấy khen để mãi cái đức đồng thái sư và cái tài lã bố. Bố cười vang và uống rượu thỏa thích. Bấy giờ Doãn mới đuổi đầy tớ lùi ra, chỉ để vài người tì thiếp đứng hầu rượu. Khi bố ngà ngà say doãn nói truyền rằng gọi con em nó ra đây một lát hai thị tỳ đỡ điêu thuyền trang điểm thật lộng lẫy bước ra lã bố trông thấy giật mình hỏi người nào vậy doãn nói đó là con gái nhỏ lão tên là điêu thuyền lão này được ơn tướng quân có lòng hạ cố mà coi như chỗ trí thân nên lão sai nó ra để chào tướng quân liền sai điêu thuyền bưng chén rượu mời thuyền nâng chén rượu mời bố hai bên nhìn nhau đầu mày cuối mắt Vương Doãn giả tảng say, nói, con cố mời tướng quân uống vài chén con nhé. Cả nhà ta đều trông nhờ vào tướng quân đấy. Bố mời thuyền ngồi, thuyền giả cách thẹn thùng, muốn lui vào. Doãn nói, tướng quân là bạn chí thân với ta, con cứ ngồi đừng ngại. Thuyền khép nép, ngồi bên cạnh Doãn, lã bố nhìn thuyền trong chọc, không chớp mắt, lại uống thêm vài chén. Doãn mới trỏ tay vào thuyền mà bảo lã bố rằng, lão vẫn có ý cho nó hầu hạ tướng quân làm tỳ thiếp chưa biết tướng quân có bụng hạ cố thương đến không bố nghe nói vội vàng đứng dậy ra ngoài chiếu tạ mà nói rằng nếu được như thế tôi xin một đời làm khuyển mã để báo đáp ơn sâu doãn nói nay mai xin chọn ngày lành tháng tốt đưa nó đến phủ tướng quân lã bố mừng hớn hở đưa mắt nhìn điêu thuyền điêu thuyền cũng liếc mắt đưa tình đáp lại một chốc tiệc tan doãn nói lão phu muốn mời tướng quân nghỉ lại đây chơi nhưng sợ thái sư sinh nghi bố hai ba lần tạ đi tạ lại, rồi lui về. Được vài hôm, vương doãn ở trong chiều gặp đồng trác nhân thể không có lã bố ở đấy, bèn thụp xuống đất lại, nói rằng tôi muốn rước thái sư quá bước lại nhà tôi sơi chén rượu, nhưng không biết thái sư có lòng hạ cố chăng. Trác nói, được quan tư đồ mời, tôi xin đến ngay, doãn lại tả, về nhà, trang hoàng nhà cửa lịch sử, bày đủ các món sơn hào hải vị, giữa gian sành, kê một cái sạp, gấm vóc dài cả xuống đất trong ngoài trướng rủ màn che. Buổi trưa hôm sau, đồng trác đến, doãn mặc áo đại trào ra đón, lại hai lạy rồi mời vào. Trác xuống xe, tả hữu hơn một trăm người vác kích đi thẳng vào nhà, đứng xếp thành hai hàng. Doãn xuống dưới thềm lại hai lạy, trác sai người dắt Doãn lên ngồi bên cạnh. Doãn nói, công đức thái sư to lắm, y Doãn, cho công ngày xưa cũng không bằng, trác mừng lắm, Doãn sai tấu nhạc và dâm rượu, rất là cung kính đến chiều trác uống rượu đã say, doãn mời trác vào nhà trong. trác quát giáp sĩ lui ra, doãn bưng một chén rượu mừng trác rằng chúng tôi tuổi nhỏ có học thiên văn, đêm xem tượng trời, thấy khi số nhà hán đã hết, thái sư công đức đã vang lừng cả thiên hạ. ngày xưa vua tuấn nối ngôi vua nhiêu, vua vũ nối ngôi cho vua tuấn, thế là hợp lòng trời và lòng người lắm. trác nói ta có đâu dám mong như thế. Doãn nói, xưa nay người có đạo thay người vô đạo, người không có đức nhưng người có đức, có gì là không đúng. Chác cười và nói rằng, nếu mệnh trời về ta, tư đồ phải làm nguyên huân. Doãn lại tạ, bấy giờ đèn nến đốt sáng choang, chỉ có mấy đứa hầu gái đứng hầu rượu và dâng đồ ăn. Doãn nói, phường nhạc không đáng đem ra cung phụng thái sư, nay có một con hát của nhà, xin thái sư cho phép được gọi ra hồng trác nói hay lắm doãn mơi sai kéo bức màn ra đàn sáo vang lừng điêu thuyền đứng ở ngoài mảnh lượn múa dịu dàng ở ngoài trông vào thực là ngoạn mục có bài ca khen điêu thuyền như sau người ở cung chiêu dương đó nhỉ cánh hồng bay phớn phở trên tay động đình chừng đã qua bay lương châu vỗ nhịp nhẹ dày gót sen một cảnh gió lá hoa mềm mùi hương ngào ngạt dày thềm vẻ xuân lại có một bài thơ nữa khen rằng én liệng la đà nhịp phách ngà mây bay một áng diễu thềm hoa mày ngày gợi khách sầu man mác, vẻ ngọc xuôi người dạ thiết tha, hồ dễ nghìn vàng mua được miệng, lọ dùng trăm báu sức vào da, rèm cao múa đoạn ai nhìn trộm, nào biết tương vương mấy kẻ là, điêu thuyền múa xong, chắc gọi lại gần, điêu thuyền ở ngoài thềm đi vào, lại hai lại, chắc thấy điêu thuyền dung nhan xinh đẹp, bèn hỏi doãn, con bé này là thế nào, vương doãn thưa, bẩm, hón là con hát ở phủ, tên là điêu thuyền. Chắc hỏi, biết hát không? Doãn sai điêu thuyền gõ nhịp hát một bài. Thật là, môi son hé nở cánh đào tân, ngọc trắng hai hàng nhả, ánh xuân, đầu lưỡi đinh hương đường kiếm sắc, giáp toan chém cổ kẻ gian tham, đồng chác khen nức nở, doãn sai thuyền dâng rượu, chác cầm lấy chén rượu hỏi rằng, xuân xanh năm nay bao nhiêu, thuyền thưa, tuổi tiện thiếp vừa đôi tám, chác cười nói rằng, thật là người trốn thần tiên, doãn đứng dậy thưa rằng, chúng tôi có ý muốn đem dâng lên thái sư không biết thái sư có nhận cho không. đồng trác nói ơn ấy ta biết lấy gì báo lại. doãn nói nếu nó được hầu hạ thái sư thì thực phúc to cho tôi lắm. trác cảm ơn hai ba lần. doãn lập tức sai đưa điêu thuyền đến tướng phủ. trác đứng dậy cáo từ. doãn đi tiễn trác đến tận phủ rồi mới về. doãn cưỡi ngựa đến nửa đường trông thấy hai bên đường có đèn đỏ ở giữa là lá bố. cưỡi ngựa cầm kích đi lại. lúc vương doãn đến bố dừng ngựa một tay nắm lấy áo vương doãn rồi hỏi to rằng: từ đồ đã gả điêu thuyền cho ta, nay lại đem điêu thuyền dâng thái sư, sao lại đùa như thế? doãn vội vàng ngăn lão bố, nói rằng nói chuyện ở đây không tiện, xin ngài hãy qua bước lại nhà lão phu. bố theo doãn về, hai người dắt nhau vào nhà trong, chào hỏi xong, doãn nói: sao tướng quân lại trách lão? bố nói: có người nói với ta rằng tư đồ dùng xe đưa điêu thuyền vào tận tướng phủ, là cớ làm sao? doãn thưa rõ khổ tướng quân không biết hôm qua ở chiều thái sư bảo tôi rằng ta có một việc phải đến nhà ngươi vậy tôi có sửa soạn tiệc nhỏ đón tiếp trong khi uống rượu thái sư hỏi ta nghe ngươi có con gái tên là điêu thuyền đã gả cho con ta là lã phụng tiên có thực không đem con lão ra đây cho ta coi tôi không dám không vâng lệnh phải gọi điêu thuyền ra lại bố chồng thái sư lại truyền rằng hôm nay tốt ngày để ta đem điêu thuyền về cho Phụng Tiên. Tướng quân thử nghĩ xem, thái sư thân hành đến nơi truyền bảo, lão phu sao dám ngàn chờ. Lã bố nói, quan tư đồ không có lỗi gì, tôi chót nghĩ lầm. Ngày mai tôi xin mang roi đến chịu tội, doãn lại nói, còn tôi có ít nhiều đồ nữa trang, khi nào nó về phủ tướng quân, tôi sẽ mang đến. Lã bố tả, rồi về, sáng hôm sau, bố ở nhà nghe ngóng, chẳng thấy tin tức gì, bèn sang tướng phủ vào thẳng nhà trong hỏi tin những người hầu. Một người thưa, đêm qua thái sư cùng nghỉ với người hầu mới, bây giờ chưa dậy. Bố giận lắm, lẻn vào sau buồng nằm của đồng trác để dò xem. Bấy giờ điêu thuyền đã dậy rồi đang ngồi trong cửa sổ trải đầu, chợt trông xuống ao trước cửa sổ thấy bóng người cao lớn, đầu đội mũ bịt tóc, biết ngay là lã bố, điêu thuyền cố ý trao ngay đôi mày làm ra dáng buồn bã, tay cầm khăn thỉnh thoảng nâng lên lau nước mắt. Lã bố đứng nhìn hồi lâu rồi trở ra, một lát sau lại vào. Đồng Trác ngồi ở trong đường, thấy bố đến, hỏi rằng, ở ngoài không có việc gì chứ, bố thưa, không, rồi đứng hầu một bên. Trác ăn cơm, bố liếc mắt nhìn dòm trộm, thấy trong rèm có người con gái đi đi lại lại, hơi thò nửa mặt ngoảnh ra ngoài, liếc mắt đưa tình. Trác nhìn thấy dáng điệu của bố như vậy, trong lòng nghi hoặc liền hỏi rằng, Phụng Tiên không có việc gì, hãy lui ra lã bố bực tức trở ra, chắc từ khi được điêu thuyền, hơn một tháng trời không coi gì đến việc quan. Một bữa chắc hơi khó ở, điêu thuyền hết lòng hầu hả, mặc áo không lúc nào cởi đai, cố ý chiều chuộng, chắc lại càng yêu quý hơn nữa. Một hôm lã bố vào hỏi thăm, gặp lúc đồng chắc đang ngủ, điêu thuyền đứng ở sau giường thò nửa người ra, trông thấy bố, lấy tay trò vào tim mình rồi lại trò vào đồng chắc, và luôn luôn gạt nước mắt bố cảm thấy ruột như nát ra, trác nằm hai mắt lim dim, thấy là bố nhìn chòng chọc về phía sau chỗ mình nằm, quay lại thì thấy điêu thuyền đứng ở sau giường. trác nổi giận mắng bố rằng mày gẹo vợ yêu của ta à, bèn sai tả hữu đuổi lã bố ra và cấm từ nay không được vào nhà trong nữa. lã bố tức giận trở về, đi đường gặp lý nho, kể lại đầu đuôi. nho lập tức vào ra mắt đồng trác, nói rằng thái sư muốn lấy thiên hạ sao lại vì một việc nhỏ mọn mà trách mắng lã ôn hồng nếu ít thay lòng đổi giả việc lớn hỏng mất trác hỏi bây giờ nên làm thế nào nho nói sớm mai gọi y vào cho vàng lụa dùng lời ngọt ngào an ủi y thì sẽ không có việc gì xảy ra nữa trác nghe lời hôm sau cho gọi lã bố vào nhà trong bảo rằng hôm qua trong cơn đau yếu tinh thần hoảng hốt ta có nói mấy câu nhà ngươi đừng để bụng nói rồi sai đưa cho lã bố 10 cân vàng và 20 tấm gấm. Bố lại tạ rồi về, nhưng từ lúc ấy tuy đứng hầu ở bên đồng chắc, mà ruột gan lúc nào cũng vơ vẩn chung quanh điêu thuyền. Khi chắc đã khỏi bệnh, vào chiều bàn việc, bố vẫn cầm kích đi theo. Một bữa, chắc đang ngồi bàn tiệc với vua hiên đế, bố vác kích lẻn ra cửa sau, lên ngựa chạy đến tướng phủ, buộc ngựa ở cửa phủ, cầm kích vào thẳng hậu đường, để tìm điêu thuyền thuyền bảo hãy ra vườn sau bên đình phượng nghi đợi thiếp bố vác kích đi trước đứng bên bao lơn ở dưới đình chờ một hồi lâu thấy điêu thuyền rẽ hoa gạt liễu đi đến chẳng khác gì tiên trên cung trăng thuyền sụt sùi khóc bảo bố rằng tiện thiếp tuy không phải vương tư đồ sinh ra nhưng tư đồ coi thiếp như con đẻ từ khi gặp tướng quân được nhận cho làm kẻ nâng khăn sửa túi thiếp đã lấy làm mãn nguyện lắm ngờ đâu thái sư đem lòng bất lương làm ô nhục thiếp thiếp giận không chết ngay được, chỉ vì chưa gặp được tướng quân để từ giã lần cuối cùng, cho nên còn nhịn nhục sống đến bây giờ. Nay may được gặp nhau, thế là hà rồi, tấm thân đã nhớ ngốc này không xứng đáng thờ người anh hùng, thiếp xin chết ở trước mặt chàng để tỏ rõ lòng thiếp. Điêu thuyền nói xong, tay vịn bao lơn, mắt nhìn ra ao sen, định nhảy xuống. Lã bố vội vàng ôm ngay lấy điêu thuyền, khóc nói rằng lòng nàng tôi biết đã lâu chỉ hiềm chưa được nói với nhau đấy thôi. Điều thuyền gạt tay lã bố ra nói rằng, kiếp này thiếp không được làm vợ chàng, xin hẹn để kiếp sau. Lã bố nói, nếu kiếp này không lấy được nàng, tôi không phải là người anh hùng nữa. Điều thuyền nói, thiếp coi một ngày dài bằng một năm, xin chàng thương mà cứu vớt. Bố nói, tôi lên đến đây, sợ thằng giặc già nó nghi, tôi phải đi ngay. Thuyền lôi vạt áo lã bố lại nói rằng, chàng còn sợ thằng giặc già như thế thiếp này không còn mong có ngày nào được trông thấy trời và đất nữa. Bố đứng lại nói rằng, đừng vội vàng, để tôi nghĩ cách đã, nói rồi vác kích định ra, điều thuyền níu lại nói rằng, khi tôi ở chốn buồng the đã được nghe tiếng tướng quân, lừng lẫy như sấm rót vào tai, tưởng rằng ở đời này chỉ có một người như thế chớ không có ai. Ai ngờ tướng quân lại chịu dưới quyền áp chế của người khác. Nói rồi, nước mắt chảy xuống như mưa, lá bố thẹn đỏ cả mặt, dựa kích vào một chỗ quay lại ôm lấy điêu thuyền, dỗ dành an ủi. Hai người quấn quấn quyết quyết không nỡ buông nhau ra, đồng chắc ở trên biển, bỗng ngoảnh lại không thấy lạ bố trong bụng nghi ngay, vội vàng xin cáo từ lên xe về phủ thấy ngựa của bố buộc trước cửa phủ, chắc bèn hỏi lính canh cửa. Lính canh nói, ôn hầu vào nhà sau, chắc mắng quân canh cửa, đi thẳng ngay vào hậu đường, không thấy lạ bố. Chắc gọi điêu thuyền cũng không thấy thưa, chắc hỏi người hầu gái, người hầu gái thưa điêu thuyền ở trong vườn sau ngắm hoa trác vào vườn sau tìm thấy la bố và điêu thuyền đang nói chuyện với nhau ở bên đình phượng nghi họa kích dựng một bên trác giận quát to một tiếng bố thấy trác đến cả sợ quay đầu chạy trác vớ ngay lấy ngọn họa kích đuổi theo bố chạy mau trác béo phục vịch, đuổi không kịp bèn cầm kích ném theo lã bố bố gạt rơi xuống đất trác nhặt kích lại đuổi nhưng bố đã chạy xa Trác đuổi ra tận cửa vườn, thì một người xăm xăm chạy đến, đâm sầm ngay vào đồng Trác. Trác ngã quỵ xuống đất, thế rõ thực là khi cầm sông thắng trên mây tía mình béo lăn cành đến đất đen, chưa biết người ấy là ai, xem hồi sau mới rõ. Hồi chín, trừ hung bạo, lã bố giúp tư đồ chiếm trường an, Lý Thôi nghe giả hù, người đi va vào đồng Trác, tức là Lý Nho, Nho thấy Trác ngã, vội vàng đỡ Trác đứng dậy, dìu vào ngồi trong thư viện trác hỏi lý nho người đến đây làm gì lý nho thưa tôi chợt qua cửa phủ thấy nói thái sư giận đi vào vườn sau tìm lã bố tôi vội vàng chạy vào thì gặp lã bố chạy ra kêu lên rằng thái sư giết ta bởi thế tôi hấp tấp vào đây để can ngăn thái sư chẳng may chạm phải thái sư thật đáng tội chết trác nói không thể tha được thằng nghịch tặc ấy nó dám đùa bỡn ái cơ của ta thế nào ta cũng giết chết nó mới nghe Lý Nho Can rằng, Thái Sư không nghĩ cho chín, ngày xưa vua Trang Vương nước sở, trong bữa tiệc, rất giải mũ, đã tha tội cho tưởng hùng đã đùa bỡn với người vợ yêu, đến sau bị binh nhà tần làm khốn, được tưởng hùng cố sức liều chết cứu thoát được. Này điêu thuyền chẳng qua là một đứa con gái mà lã bố là một mãnh tướng tâm phúc của Thái Sư, nếu Thái Sư nhân dịp này đem điêu thuyền cho bố, chắc bố cảm ơn lắm, lấy chết báo lại Thái Sư, xin Thái Sư nghĩ đi nghĩ lại trác nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói rằng người nói cũng phải để ta nghĩ kỹ xem lý nho tạ từ rồi ra trác vào ngay hậu đường gọi điêu thuyền ra hỏi rằng sao mày có tư tình với lã bố điêu thuyền khóc thưa rằng thiếp đang đứng xem hoa bỗng lã bố đột ngột ở đâu đến thiếp vội vàng toan tránh bố nói con là con thái sư việc gì phải tránh rồi y cầm kích ép thiếp đến đình phượng nghi thiếp thấy y có lòng bất lương sợ xâm phạm tới mình thiếp định đâm đầu xuống ao sen tự tận, nhưng lại bị y ôm chặt lấy. Đang lúc rằng co không biết sống chết thế nào, may có thái sư chạy lại cứu được tính mệnh. trác lại hỏi, này ta đem mày gà cho nó, mày có thuận không? Điều thuyền giật mình, khóc rằng thiếp đã được vào hầu quý nhân, nay lại đem gà cho thằng ở, thiếp thả chết chứ không chịu được nhục này. Bèn rút thanh bảo kiếm treo ở vách, toàn tự vẫn trác vội vàng rằng lấy thanh gươm và ôm chặt lấy điêu thuyền và nói rằng ta nói bỡn đấy mà thuyền nằm ngã vào lòng trác bưng mặt khóc rằng đây hẳn là mẹo của lý nho nho với bố hai đứa là bạn thân với nhau nên nho mới bày ra mẹo này không kể gì đến thể diện của thái sư và tính mệnh của tiện thiếp thiếp phải xả thịt chúng nó ra trác nói ta sao nỡ bỏ nàng điêu thuyền lại nói thái sư dẫu có lòng thương yêu cũng không nên ở đây lâu sợ bị lã bố làm hại Trác dỗ dành điêu thuyền rồi nói rằng, ngày mai chúng ta về mi ổ, cùng hưởng sung sướng, đừng lo gì nữa. Thuyền mới lau nước mắt lại tạ, hôm sau Lý Nho vào ra mắt, nói rằng, hôm nay tốt ngày thái sư nên đem điêu thuyền gả cho lã bố. Trác nói, chuyện ấy ta đã nghĩ rồi, lã bố với ta là quan hệ cha con, làm thế không tiện. Ta tha tội cho bố, ngươi nên truyền đạt cho bố biết ý ta và tìm lời an ủi bố thế là được rồi nho nói thái sư đừng dễ mê hoặc vì một người đàn bà trác giận đổi sắc mặt mắng rằng thế thì vợ mày mày có đem cho nó không việc điêu thuyền cấm không được động đến nữa còn nói ta sẽ chém đồng lý nho trở ra ngừng mặt lên trời than rằng lũ chúng ta chết cả về tay người đàn bà đời sau có thơ rằng từ đồ khéo mượn khách má đào chẳng dùng gươm giáo chẳng dùng dao hổ lao ba trận hoài bao sức phượng nghi chiến thắng ấy lạ sao Ngày hôm ấy đồng trác hạ lệnh về mi ổ trăm quan đều tống tiễn. Điều thuyền ngồi trên xe, xa trông thấy lã bố đứng ở trong đám đông người, mắt nhìn vào trong xe. Thuyền giả cách che mặt làm ra dáng đau khóc bi thảm. Xe đã đi xa, lã bố còn cầm cương ngựa đứng trên gò đất, nhìn đám bụi mù mịt than tiếc bực dọc. Chợt nghe sau lưng có người hỏi rằng ôn hầu sao không theo thái sư đi, lại đứng đấy nhìn xe mà than thở. Bố quay đầu lại xem ai, thì ra là tư đồ vương doãn. Chào hỏi xong, doãn nói tôi mấy bữa nay hơi khó ở không đi đâu cho nên chưa có dịp gặp tướng quân bữa nay thái sư về mi ổ nên tôi phải gượng ra tiễn may sao lại gặp tướng quân xin hỏi tướng quân làm sao đứng đây thở than bố nói chỉ vì con gái ông đấy doãn giả cách thất kinh hỏi rằng từ hôm ấy đến nay con tôi vẫn chưa về với tướng quân à bố nói thằng giặc giả ấy lấy làm thiếp của nó đã lâu rồi doãn lại giả thất kinh không ngờ lại như thế bố bèn đem chuyện kể lại đầu đuôi cho vương doãn nghe. Vương doãn ngửa mặt lên trời, chân dẫm xuống đất, thừ người ra không nói gì. Mãi hồi lâu, doãn mới nói rằng không ngờ thái sư lại làm cái việc cầm thú ấy, rồi kéo tay lã bố, nói rằng xin tướng quân hãy đến nhà tôi nói chuyện, bố theo doãn về, doãn mời bố vào nhà trong kín đáo, sai làm rượu khoản đãi. Bố lại đem việc gặp điêu thuyền ở đình Phượng Nghi kể hết đầu đuôi cho Doãn nghe doãn nói thái sư làm nhục con gái tôi cướp vợ tướng quân thiên hạ người ta sẽ chê cười cho nhưng người ta không chê cười thái sư đâu mà người ta chỉ chê cười tướng quân và tôi thôi tôi giả yếu chẳng kể làm gì chỉ tiếc thay tướng quân là bậc anh hùng tiếng tăm lừng lẫy một đời mà phải chịu cái nhục này bố nghe nói cơn giận bốc lên bừng bừng nắm tay đấm xuống bàn kêu một tiếng thật to doãn vội vàng nói rằng lão chót lỡ lời xin tướng quân nguôi giận. Bố nói, ta thề sẽ giết chết thằng giặc già ấy để rửa nhục. Doãn vội vàng lấy tay bưng miệng bố can rằng, tướng quân chớ nói, nhỡ ra có liên lụy đến lão. Bố nói, đại trưởng phu sinh ra trong trời đất, lẽ đâu lại cứ ngậm ngùi chịu làm tôi tớ người khác mãi du. Doãn nói thêm một câu rằng, tài như tướng quân thì thái sư làm sao có thể kìm hãm được. Bố lại nói, tôi muốn giết thằng giặc già ấy, nhưng ngại rằng còn vướng tình cha con, sợ người sau chê cười chăng? Doãn tùm tìm cười nói rằng tướng quân họ lã, mà thái sư thì họ đồng. Thử hỏi lúc thái sư cầm kích lao tướng quân ở đình Phượng Nghi, liệu còn có tình cha con không? Bố hăng hái đứng lên nói rằng nếu tư đồ không dạy tôi câu ấy, suýt nữa tôi lầm. Doãn thấy là bố đã quyết tâm giết chác bèn bảo lã bố rằng giúp nhà Hán, tướng quân mới thực là trung thần để tiếng trong sử xanh mãi mãi. Nếu tướng quân giúp đồng chác thì là phản thần sẽ để tiếng xấu muôn đời. Bố đứng dậy lại vương Doãn và nói rằng, ý tôi đã quyết rồi. Từ đồ không nên nghĩ nữa. Doãn nói, tôi sợ việc không xong thì vạ to. Bố liền rút con dao đeo ở mình, đâm một nhát vào cánh tay, chảy máu ra để thề. Doãn quỳ xuống lại tả, nói rằng, hương hòa nhà Hán, này không đến nỗi mất, đều là ơn tướng quân giữ kín, đừng để tiết lộ ra. Khi nào việc đến nơi tôi sẽ có mưu kế lúc đó tôi sẽ xin báo cho tướng quân biết, bố khẳng khái nhận lời rồi trở ra, doãn lập tức mời quan bộc xa là sĩ tôn thủy, quan tư lệ hiệu úy là hoàng uyển đến để bàn việc ấy. Thụy nói, này vua mệt mới khỏi, nên sai một người nói khéo đến mi ổ mời chắc vào đây để bàn việc nước. Một mặt lấy mật chiếu của thiên tử trao cho lão bố sai phục quân trong cửa chiều, đợi chắc vào đến nơi sẽ giết đi. Trước ấy là hơn cả, uyển nói, nhưng có ai dám đi mời không? Thụy nói, có quan kỵ đô ý Lý Túc là người cùng quận với lã bố. Vì chắc không thăng chức cho, vẫn mang bụng oán tức, ta sai người ấy đi chắc chắc không nghi ngờ. Doãn cho là phải, bèn mời lã bố đến bàn bạc. Bố nói, ngày xưa xui ta giết Đinh Nguyên cũng là người ấy, này hễ sai mà không đi, ta sẽ chém ngay trước. Các quan mật sai mời Lý Túc đến, bố bảo Túc, xưa ông xui tôi giết Đinh Kiến Dương để về với đồng chắc nay đồng trác trên dối thiên tử, dưới hại sinh linh, tội ác đã nhiều, cả người và thần đều giận. Vậy ông hãy mang chiếu thiên tử, triệu trác vào trầu, rồi ta phục binh giết nó đi, cố giúp nhà Hán, cùng làm trung thần nghĩa sĩ, ông tính thế nào? Túc nói, tôi cũng muốn trừ thằng giặc ấy đã lâu, hiềm vì chưa gặp ai cùng lòng. Này tướng quân có bụng ấy, là trời giúp tôi đó. Tôi sao dám hay lòng, nói đoạn Túc bẻ một cái tên ra thề. Doãn nói: "Ông làm nổi việc này, lo gì chẳng được quyền cao chức trọng." Hôm sau, Túc dẫn vài mươi tên kỵ mã đến mi ổ, sai người báo tin cho Trác biết rằng có chiếu thiên tử đến. Trác cho mời vào, Lý Túc vào lại, Trác nói: "Thiên tử có chiếu gì?" Túc thưa: "Thiên tử vừa mệt mỏi, muốn hội Văn Vũ ở cung vị ương để bàn nhường ngôi cho thái sư, nên sai tôi cầm chiếu này đến đây." Trác hỏi: "Ý vương Doãn thế nào?" túc thưa vương tư đồ đã sai người đắp đền thụ thiện chỉ mong đợi thái sư về trác mừng rỡ nói rằng thảo nào đêm ta nằm mộng thấy một con rồng quấn vào mình hôm nay quả nhiên có tin mừng dịp này không nên để lỡ bèn sai bốn tướng tâm phúc là lý thôi quách dĩ trương tế phản trù lĩnh ba nghìn quân phi hùng giữa mi ổ rồi ngay hôm ấy sắp xe kiệu vào kinh trác ngoảnh lại bảo lý túc hễ ta làm vua thì cho ngươi làm chức chấp kim ngõ túc lại tả xưng thần, chác vào từ giã mẹ. Mẹ chác bấy giờ đã hơn 90 tuổi, hỏi chác con đi đâu, chác nói con sắp đi nối ngôi vua nhà Hán. Nay mai mẹ sắp lên làm hoàng thái hậu đấy, mẹ nói ta mấy hôm nay cứ nóng ruột giật mình, sợ không phải điềm hay. Chác nói mẹ sắp làm quốc mẫu, chẳng trách giật mình, nói rồi từ giã mẹ. Đến lúc đi, bảo điêu thuyền rằng ta làm thiên tử, sẽ lập nàng làm quý phi. điêu thuyền đã biết rõ mọi chuyện, giả cách hớn hở mừng rỡ, lại tạ. Trác lên xe về Trường An, quân sĩ đi tiễn tiền hô hậu ủng. Đi chưa được 30 dặm, tự nhiên xe gãy một bánh. Trác xuống xe cưỡi ngựa, đi chưa được 10 dặm, ngựa tự dưng lồng lên gầm thét giữ tợn, lôi đứt dây cương. Trác hỏi Lý Túc xe gãy bánh, ngựa đứt dây cương, là điểm thế nào? Túc nói, thế là cái điểm thái sư nối ngôi nhà Hán, thay cũ đổi mới từ nay thái sư sẽ ngồi kiệu ngọc yên vàng, chắc nghe lấy làm lọt tai, hôm sau đương đi bỗng có cơn gió dữ nổi lên ầm ầm, mây kéo nghịt trời, chắc lại hỏi túc thế là điềm gì, túc nói chúa công sắp lên ngôi rồng, cho nên mới có những dáng hồng mây tía, để thêm oai trời, chắc lại mừng không lo gì nữa, khi đồng chắc đến trường an, trăm quan đều ra đón sức duy có lý nho cáo bệnh ở nhà không ra đón, chắc đến tướng phủ, lã bố vào mừng. Trác nói, hễ ta làm vua, Phụng Tiên sẽ thống lĩnh cả binh mã trong thiên hạ, bố lại tả rồi nghỉ ngay ở dưới trướng. Đêm hôm ấy, có một lũ trẻ đi ngoài đường hát rong, gió đưa tiếng hát vào tận màn. Hát rằng, thiên lý thảo, hà thanh thanh, thập nhật bốc, bắt đắc sinh, cỏ ngàn dặm sao xanh xanh, trên mười ngày, chẳng được sống, tiếng hát nghe thực ai oán, chắc nghe thấy mới hỏi lý tốt trẻ hát như thế, hay giờ thế nào, túc thưa, thế nghĩa là họ lư sắp mất họ đồng sắp lên mờ mờ sáng hôm sau trác sai bầy nghi vệ rồi bắt kẻ hầu người hạ đi theo vào trong chiều bỗng thấy một đạo quân áo xanh khăn trắng tay cầm một cây xào dài trên buộc mảnh vải dài một trượng hai đầu viết hai chữ khâu trác lại hỏi lý túc người ấy làm thế là ý thế nào túc nói nó là một thằng rồ rồi bảo tướng sĩ cứ việc đẩy xe đi trác vào đến chiều các quan đều mặc áo trào đứng đón cả hai bên đường lý túc tay cầm thanh bảo kiếm viện xe đồng trác đẩy đi đến cửa bắc dịch quân sĩ đều bị ngăn cả lại ở ngoài cửa chỉ có hai mươi người được đẩy xe đi vào trác vào khỏi cửa thấy bọn vương doãn ai nấy đều cầm gươm đứng cửa điện sợ hỏi lý túc họ cầm gươm là ý gì lý túc không trả lời cứ việc đẩy xe thẳng vào vương doãn bấy giờ mới thét to lên rằng phản tặc đã đến đây võ sĩ đông hai bên hơn một trăm võ sĩ kéo ra người cầm gươm kẻ vác đao cùng đổ xô lại đâm đồng trác trác mặc áo giáp ở trong giáo đâm không thủng chỉ bị thương ở tay ngã xuống xe trác gọi to lên rằng còn ta phụng tiên đâu, lã bố đứng ở đằng sau nghe thấy tiếng gọi đến tên bèn thét lên một tiếng rồi chạy ra nói rằng này ta vâng chiếu vua giết thằng giặc này một ngọn kích đâm trúng ngay cổ học đồng trác lý túc liền cắt đầu trác lấy tay sách lên lã bố tay trái cầm kích tay phải thò vào bọc lấy tờ chiếu ra nói to lên rằng phụng chiếu vua giết được tập thần là đồng trác còn các người khác tha cho cả các tướng sĩ đều gieo vạn tuế đời sau có thơ rằng bá nghiệp thành công hóa đế vương không thành cũng vẫn được giàu sang ai biết lòng trời không thiên vị mi ổ thành ra đất nát hoang lã bố lại hô lên rằng giúp đồng trác làm điều tàn ngược đều tự lý nho cả ai đi bắt nó cho ta Lý Túc xin đi, chợt nghe có tiếng reo ngoài cửa chiều rồi có người vào báo rằng, người nhà Lý Nho đã cho Lý Nho đem lại nộp, vương doãn sai điệu Nho ra chợ chém, rồi lại sai đem đầu và thầy đồng trác đi diễu, loan báo khắp các ngả đường cho mọi người cùng biết. Thầy trác to béo, quân sĩ lấy mồi cắm vào rốn đốt lửa làm đèn, mỡ chảy đầy cả ra đường cái, nhân dân ai đi qua cũng lấy gạch đá ném vào đầu, lấy chân đạp vào thay. Vương Doãn lại sai lã bố cùng với Hoàng Phủ Tung, Lý Túc lĩnh 5 vạn quân đến mi ổ bắt người nhà đồng trác và tịch biên gia sản. Lý Thôi, Bách Dĩ, Trương Tế, Phản Trù, nghe tin trác đã chết, mà lã bố thì sắp đến mi ổ, liền dẫn quân phi hùng, ngay đêm hôm ấy chạy ra Lương Châu. Lã bố đến mi ổ, trước hết tìm điêu thuyền, Hoàng Phủ tung sai đem những con gái nhà Lương Thiện bị đồng trác bắt hiếp vào làm tỳ thiếp, tha cho về nhà cả. Còn bao nhiêu họ hàng thân thuộc nhà đồng trác không cứ lớn bé già trẻ đều đem ra giết sạch. Mẹ chắc cũng bị giết, em chắc là đồng mân, cháu chắc là đồng huy cũng bị chém, đầu bêu đi các ngã ba, lại tịch thu những cuộc cải chứa ở trong nhà, vàng vài mươi vạn lạng, bạc vài trăm vạn lạng, vóc, nhiễu, châu báu, đồ đạc không biết bao nhiêu mà kỳ. Xong rồi tung về báo để vương doãn biết, doãn khao thưởng quân sĩ thực to, mở tiệc yến ở lễ đường tướng phủ họp cả các quan lại uống rượu ăn mừng. Đang ăn bỗng có người vào báo rằng thầy đồng trác đang phơi ở chợ, bỗng có một người đến cúi xuống thầy khóc vang lên. Doãn giận lắm, quát rằng giết được đồng trác, quan dân ai ai cũng mừng cả, đứa nào lại dám khóc. Võ sĩ đâu, ra chói cổ nó điệu vào đây ta hỏi. Một lát quân dẫn người khóc vào, tưởng là ai, hóa ra quan thị trung sái ung. Doãn tức giận nói, này trừ được thằng giặc đồng trác đi, là may cho xã tắc lắm người là bề tôi nhà Hán, đã không mừng cho xã tắc, lại khóc thằng giặc là cớ làm sao. Ông xin nhận tội nói rằng tôi tuy chẳng ra gì, cũng có biết đôi điều nghĩa lớn lẽ đâu lại theo đồng trác Nhưng vì tôi với trác có chút ơn chi ngủ nên tôi tự cảm xúc thương khóc. Tôi cũng biết như thế là có tội nặng, nhưng xin ngài hãy rộng thứ cho, nếu bị thích chữ vào mặt, vào chân nhưng vẫn được sống chép nốt pho hán xử để chuộc tội, thì may cho tôi quá các quan tiếc ung là người tài, ai cũng cố sức nói hổ. Quan thái phó là mã nhật đê cũng ghé vào tai doãn nói thầm rằng, sai ung là người tài, không mấy đời có được, để cho hắn sống làm nốt pho hán sử cũng là một điều hay. Và là ung là một người hiếu hạnh, nay đem giết đi, e mất lòng thiên hạ. Doãn nói, ngày xưa, vô hiếu vũ không giết tư mã thiên, sau để cho tư mã thiên chép nốt sách sử, vì thế cho nên mới có sách sử rèm pha truyền đến bây giờ nay đang lúc vận nước suy yếu chính sự nhầm lẫn không nên để kẻ nịnh thần cầm bút ở bên mình ấu chúa chúng ta sẽ bị nó chê cười mã nhật đế không nói gì nữa đi trở ra nói riêng với các quan rằng vương doãn cũng không toàn mệnh được đâu người hiền là giường mối nhà nước sách sử là điển cố nhà nước bỏ cả giường mối dứt cả điển cố bền lâu làm sao được doãn không nghe lời mã nhật đế sai bỏ sai ung vào ngục bắt phải thắt cổ chết các sĩ phu bấy giờ nghe thấy chuyện, ai cũng thương khóc. Người đời sau bàn rằng ung khóc đồng chác đã là không phải, nhưng doãn giết ung thì cũng là quá lắm. Có thơ than ung rằng đồng chác chuyên quyền bất nhân, ung sao rước lấy vạ vào, thân, bây giờ ra cát nằm trong túi, đâu chịu ra thờ kẻ loạn thần, lý thôi, quách dĩ, trương tế, phản trù trốn sang thiểm tây, sai người đến trường an, dâng biểu xin tạ tội. Vương Doãn nói, đồng chác làm loạn, là bởi bốn đứa giúp cả. Này tuy đại xá thiên hạ, gì bốn đứa ấy, không thể tha được. Sứ giả về báo lý tôi, tôi nói, xin tha không được, thì cùng đi trốn cả là xong. Mưu sĩ là giả hủ bàn rằng, các ông bỏ quân mà đi trốn một mình thì chỉ một người đình trường, cũng bắt trói lại được. Chi bằng ta tụ tập người thiểm Tây và quân mã của mình, kéo thẳng vào trường An đánh báo thù cho đồng công. Được ra thì lấy danh nghĩa triều đình mà hiệu lệnh thiên hạ. Ngộ thua bấy giờ sẽ chạy cũng chưa muộn, bọn Lý Thôi lấy làm phải, liền nói phao lên ở Tây Lương rằng, Vương Doãn muốn giết sạch cả người Tây Lương, dân chúng đều sợ hãi, lũ Lý Thôi lại nói khích rằng, chịu chết, uổng công vô ích, có ai theo ta làm phản không? Dân chúng xin theo cả, bởi thế lũ Lý Thôi một được hơn 10 vạn quân, chia làm bốn đường, kéo vào Trường An. Đi đường lại gặp con rể đồng trác là trung lang tướng Nhiêu Phụ, đem 5.000 quân đi báo thù cho bố vợ lý thôi hợp hai toán là một sai phụ làm tiền khu đi trước bốn tướng dần dần kéo đi sau vương doãn nghe thấy binh tây lương kéo đến bèn bàn với lã bố bố nói tư đồ đừng lo tôi coi chúng nó như đàn chuột rồi cùng với lý túc đem quân ra túc đi trước nghênh địch cùng như phụ đánh nhau một trận phụ trống không nổi thua chạy chẳng ngờ canh hai đêm hôm ấy nhân lúc túc không phòng bị như phụ kéo quân đến cướp trại lý túc quân Túc dối rít bỏ chạy ra hơn 30 dặm, chết mất quá nửa. Túc vào ra mắt lã bố, bố nổi giận mắng rằng sao mày dám làm mất nghệ khí của ta, nói rồi liền chém Lý Túc, treo đầu ở cửa quân. Hôm sau lã bố tiến binh, cùng như phụ đối địch. Phụ địch sao nổi được bố, cho nên lại thua chảy. Đêm hôm ấy như phụ gọi tướng Tâm Phúc tên là Hồ Xích Nhi bảo rằng lã bố kiêu dũng lắm, thế khó địch nổi, sao bằng ta không cho bọn Lý thôi biết ngầm giấu vàng bạc, châu báu đem dăm ba người thân tín bỏ trốn đi. Hồ Xích Nhi ưng thuận, ngày đêm hôm ấy như Phụ nhặt nhanh vàng bạc, châu báu bỏ chạy đi, chỉ đem ba bốn người đi theo. Đi đến một con sông, lúc xúc qua đò, Xích Nhi trông thấy của cải ngốt mắt, muốn chiếm lấy một mình, liền giết như Phụ đem đầu Phụ đến dâng lã bố. Bố hỏi đầu đuôi người đi theo khai rằng, Xích Nhi giết Phụ để lấy của, bố giận, lập tức giết ngay Xích Nhi lã bố dẫn quân tiến lên, gặp ngay quân mã Lý Thôi kéo đến. Bố không đợi cho bầy trận, vác kích tế ngựa thúc quân xông vào, quân Lý Thôi không chống được, lui hơn 50 dặm, dựa vào sườn núi cắm trại. Lý Thôi cho mời quách dĩ, trương tế, phàn trù lại bàn rằng lã bố tuy khỏe nhưng vô mưu, không lo sợ mấy. Này ta đóng quân ở cửa hang, mỗi ngày ra khiêu chiến một lần. Quách tướng quân thì lĩnh quân đánh ở mặt sau bắt trước lối bành Việt quấy rối sở ngày xưa. Nghe khua chiêng thì tiến binh, nghe đánh trống thì rút quân. Trong khi ấy thì hai ông chia quân ra hai đường, đi tắt vào lấy trường an. Bên nó đầu cuối không tiếp ứng được nhau, tất nhiên sẽ thua. Mọi người dùng kế ấy, lã bố dẫn quân đến dưới núi, lý thôi đem binh ra đánh. Bố hầm hầm xông vào trận, thôi lui chạy lên núi, trên núi tên đá bắn xuống như mưa, bố không lên được chợt có người báo rằng quách dĩ ở đằng sau đánh lại bố vội vàng quay lại đánh nhưng nghe thấy tiếng trống vang lên quân dĩ đã lui rồi bố vừa toan thu quân thì một chiêm khua quân thôi trên núi lại đánh xuống bố chưa kịp đối địch đằng sau quách dĩ lại tiến lên đánh khi lã bố trở lại thì dĩ lại đánh trống rút quân về lã bố tức đầy ruột dòng dã bốn hôm bố muốn đánh không đánh được muốn thôi cũng không thôi được đang lúc tức mình có thám mã lại báo rằng trương tế phản trù hai cánh quân mã kéo vào trường an kinh thành nguy cấp lắm bố vội vàng thu quân về lý thôi quách dĩ nhân thế đánh dấn lại bố vội quá không tham đánh nữa chỉ tháo đường chạy về kinh cho nhanh người ngựa xôn xáo tổn thất khá nhiều khi bố về đến trường an thấy quân giặc đông nghịt bố đánh không được quân sĩ thấy bố hông bảo bỏ đi theo giặc khá nhiều bố lo lắm Vài hôm sau, dư đảng của đồng trác là Lý Mông, vương phương ở trong thành làm nội công cho giặc, mở trộm cửa thành, bốn mặt giặc kéo ùa cả vào. Lá bố hết sức chống cự không nổi, dẫn vài trăm quân kỵ mã đến trước cửa thanh tòa, gọi vương doãn bảo rằng thế nguy cấp lắm rồi, xin tư đồ lên ngựa, cùng ra cửa quan với tôi, ta sẽ tìm kế khác. Doãn cứ vững vàng nghiêm chỉnh như không, nói rằng may ra nhờ thần linh xã tắc, nhà nước được yên là sở nguyện của tôi, nếu không tôi xin đem thân cùng chết với nước. Gặp hoạn nạn mà bỏ trốn tránh để thoát lấy thân, thì tôi không làm. Xin ôn hầu vì tôi mà nói với các bạn ở Quan Đông hết sức lo tính việc nước. Lã bố hai ba lần dục doãn nhất định không đi. Được một lúc, các cửa thành lửa cháy ngùn ngụt, lã bố phải bỏ cả vợ con, dẫn hơn một trăm quân kỵ mã, chạy ra ngoài cửa ải, đi theo viên thuật. Lý thôi, quách dĩ cả cho quân tha hồ cướp bóc, quan thái thường khanh trùng phất quan thái bộc lỗ quỳ quan đại hồng lô chu hoàn thành môn hiệu úy thôi liệt việt kỵ hiệu úy vương kỳ đều chết vì nạn nước quân giặc vây kín nội đình các thị thần xin vua lên cửa tuyên bình để dẹp loạn lúc vua lên cửa lỗ lý thôi trông thấy lọng vàng liền dừng ngựa lại miệng hô vạn tuế vua hiến đế đứng lên lầu hỏi rằng các người chưa tâu xin dám tự tiện vào trường an ý các ngươi muốn làm gì thôi dĩ ngầm lên tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, đồng thái sư là bầy tôi nhà vua, tự dưng bị vương doãn mưu giết. Nay chúng tôi đến tìm vương doãn để báo thù cho đồng công, chứ không dám làm phản. Chúng tôi được trông thấy vương doãn xin rút quân ngay, vương doãn bấy giờ đứng ở cạnh vua, nghe thấy nói thế tâu rằng, tôi nguyện vì nước giết chắc. nay chẳng may sự đến thế này, xin bệ hạ đừng tiếc tôi mà lỡ việc nước ra. Tôi xin xuống gặp hai tên giặc, vua dùng rằng không nỡ. Doãn từ trên lầu tuyên bình nhảy xuống đất, quát to rằng, vương Doãn đây, lý thôi. Quách dĩ rút gươm ra mắng rằng, đồng thái sư tội tình gì mà mày giết. Doãn nói, tội đồng chắc đầy trời suốt đất, nói sao cho xiết. Hôm nó chết ở Trường An, từ quan trí dân, ai là không mừng, chúng bay lại không biết là. Thôi, dĩ lại hỏi rằng, ừ, như thái sư có tội đã đành, chúng ta có tội gì, sao xin tha cũng không được. Vương Doãn chửi dầm lên mà mắng rằng, nghịch tặc nói làm chi cho lắm. Vương Doãn ta chỉ chờ chết mà thôi, thôi, dĩ giết Doãn ngay dưới lầu. Sử quan có thơ khen Vương Doãn rằng, Vương Doãn bảy mưu hay, gian thần bị giết ngay, thương dân nên tức ruột, xót nước lại cho mày, sao to, lòng trung dài, mây cao, khi nghĩa đầy, đến nay hồn vía ấy, quanh quất phượng lâu này, lũ lý thôi giết Vương Doãn xong rồi, một mặt sai người bắt cả họ hàng nhà Doãn giết sạch sĩ dân ai nấy đều thương khóc, lý, quách lại bàn nhau rằng, đã đến thế này, còn vua không giết nốt để mưu việc lớn, còn đợi đến bao giờ. Hai đứa cầm gươm reo to, kéo vào trong cung, thế rõ thực đầu sò tạ tội, tai nạn hết gặp quân tặc đảng lại sinh nguy, chưa biết tính mạng vua hiến đế ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi mười, giúp nhà vua, mã đăng khởi nghĩa, báo thủ bố, tào tháo cất quân, lý thôi quách dĩ hai đứa muốn giết vua hiến đế trương tế phản trù can rằng không nên này ta vội giết vua như thế tôi e rằng thiên hạ không phục không bằng cứ để đấy rồi dụ chư hầu vào trong cửa quan trước hết trừ hết vây cánh rồi sau ta sẽ liệu như thế mới tính xong được việc thiên hạ lý thôi quách dĩ nghe lời bèn đóng quân lại vua ở trên lầu phán hỏi rằng vương doãn đã bị giết rồi sao quân mã chưa rút lý thôi Quách dĩ thư rằng, muôn tâu bệ hạ, chúng tôi có công với nhà vua, chưa được phong tước, cho nên chưa dám lui quân. Vua phán hỏi, các người muốn được phong tước gì? Lý, Quách, Trương, phản bốn đứa cầu phong chức hàm gì? Đều tự tay viết ra dâng lên, đòi vua phải phong như thế. Vua bắt buộc phải nghe theo, một, Lý thôi làm xa kỵ tướng quân, chỉ dương hầu, lĩnh chức tư lệ hiệu úy, được dùng cờ tiết, lưỡi phủ việt. Hai, Quách dĩ, làm hậu tướng quân mỹ dương hầu cũng được dùng cờ tiết lưỡi phủ việt hai người cùng giữ quyền chính trong triều ba phản trù làm hữu tướng quân vạn niên hầu bốn trương tế làm phiêu kỵ tướng quân binh dương hầu trương phản hai người lĩnh binh ra đóng đồn ở hoàng nông còn lũ lý mông vương phương đều được phong làm hiệu úy bọn ấy lại sai người đi tìm đầu và thay đồng trác tìm được ít nhiều da xương vụn nát chúng lấy gỗ thơm khắc thành hình thể, chắp ghép đâu vào đấy, cung tế thực to, áo mũ quan quách, dùng theo đám ma nhà vua, chọn ngày tốt làm lễ cất đám rước sang táng ở mi ô. Táng xong, bỗng nhiên trời nổi sấm sét, mưa to gió lớn, mặt đất ngập sâu vài thước. Một tiếng sét đánh vào áo quan đồng trác, đầu và thây bật cả ra ngoài. Lý thôi đợi tạnh mưa, lại đem táng lại, đêm hôm ấy trời lại mưa to, sấm sét lại đánh vào áo quan trác như trước ba lần cải táng không xong da xương thịt vụn đồng trác bị mấy lần xét đánh tan tành lý thôi quách dĩ cầm được quyền chính tàn đãi dân chúng chăm họ khổ sở điêu đứng chúng lại mật sai những người tâm phúc hầu bên cạnh vua để dò la ý tứ vua hiến đế bấy giờ như ngồi trên trông gai các quan trong triều thăng giáng đều do hai đứa thôi dĩ cả muốn thu phục lòng người chúng mời chu tuấn vào triều phong làm chức thái bộc cho dự triều chính một hôm có người báo rằng thái thú tây lương là mã đằng thái sự tịnh châu là hàn toại hai người dẫn hơn 10 vạn quân kéo đến trường an nói rằng vào để đánh giặc hai người ấy vốn đã có sai người vào trường an mật kết với thị trung là mã vũ gián nghị đại phu là trùng thiệu tá trung lang tướng là lưu phạm để ba người ấy làm nội ứng ba người mật tâu với vua phong cho mã đằng làm chỉnh tây tướng quân hàn toại làm trấn tây tướng quân trao cho mỗi người một tờ mật chiếu Sai hợp sức nhau lại để đánh giặc Lý, Quách, Trương Phản nghe tin hai cánh quân ấy sắp đến Họp nhau để bàn Mưu sĩ là giả hủ nói rằng Hai đám quân ấy từ xa đến Chỉ nên đắp thành cao, hào sâu Cố thủ để chống lại Bất quá chỉ độ trăm ngày Chúng cạn lương là phải rút Bây giờ ta sẽ kéo quân đuổi theo Chắc chắn bắt được Lý mộng, vương phương nói rằng Cây ấy không hay, chúng tôi xin lĩnh một vạn tinh binh ra đánh lập tức chém đầu mã đằng, hàn toại dâng dưới cờ. Gia hủ nói, hễ mà đánh nhau, tất ta thua. Hai người bảo hủ rằng, nếu hai chúng tôi thua, xin chịu chém đầu. Nhưng nếu chúng tôi được, ông cũng phải nộp đầu cho chúng tôi. Hủ mới bảo lý thôi, quách dĩ rằng, ở phía tây Trường An, ngoài hai trăm dặm, có núi chập chất, đường ấy hiểm trở, nên sai trương tế. Phản trù hai tướng ra đóng đồn ở đấy giữ cho vững, rồi hãy để mặc Lý Mông, vương phương lĩnh quân ra đánh. Lý, quách nghe lời, điểm một vạn rưỡi quân mã giao cho Lý Mông, vương phương. Hai người mừng rỡ, đem quân đi, ra khỏi trường An 280 dặm hạ trại đóng quân ở đó. Quân Tây Lương đến, hai người dẫn quân ra đánh, lúc hai bên giàn trận rồi, mã đằng, hàn toại sóng ngựa cùng ra trước trận, trò Lý Mông, vương phương nói rằng giặc phản nước kia, ai ra bắt lấy nó, nói chưa dứt lời, có tướng trẻ tuổi mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vườn, bụng beo lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài, mình cưỡi con ngựa đẹp đẽ từ trong trận tế ra. Tương ấy vốn là con mã đằng, tên mã siêu, tự là mạnh khởi, mới có 17 tuổi, khỏe mạnh không ai bằng. Vương phương thấy siêu còn bé khinh thường, nhảy ngựa lại đánh. Chưa được 10 hiệp, mã siêu đâm phương chết ngã xuống đất, rồi quay ngựa trở về. Lý mông thấy phương chết, tế ngựa theo sau mã siêu để đánh trả thù. Siêu cứ lưỡng tưởng đi trở về làm ra vẻ không biết. Mã đằng mở cửa trận gọi to, đằng sau có người đuổi theo. Đằng nói chưa dứt lời, đã thấy mã siêu bắt sống lý mông ngay ở trên mình ngựa. Té ra siêu vẫn biết có mông đuổi, lờ như không trông thấy, đợi cho mông đến, phóng dao ra đâm. Siêu mới tránh sang một bên, mông đâm hụt, hai con ngựa giáp nhau siêu bấy giờ mới của tay vượn ra bắt sống được mông. Quân lý mông không có chủ, chạy trốn tán lạc cả. Mã đằng, hàn toại thừa thế đổi đánh, thắng to, xông thẳng đến cửa thành hạ trại rồi đem lý mông ra chém bêu đồng. Lý thôi, quay dĩ thấy mông, phương cùng bị giết cả, mới tin là giả hù có tài biết trước. Bấy giờ mới nhất định dùng kế của hủ, chỉ giữ vững các cửa thành mặc bên kia khiêu chiến thế nào cũng không ra. Quả nhiên chưa được hai tháng quân mã đằng, hàn toại cạn lương, hai tướng phải bàn nhau rút quân về. Giữa lúc ấy thì ở trong thành đầy tớ mã vũ ra thú với lũ lý, quách, kháo rằng chủ nó cùng với lưu phạm, trùng thiệu liên kết với mã đằng, hàn toại để làm nội ứng. Lý, quách giận lắm bắt hết cả già trẻ, lớn bé ba nhà đem ra chợ chém, rồi mang ba đầu lâu ra bêu trước cửa thành. Mã đằng, hàn toại thấy quân lương đã hết, nội ứng lại bị tiết lộ, phải nhổ trại đem quân về. Lý, quách sai trương tế đem quân đuổi mã đằng, sai phản chủ đem quân đuổi hàn toại. Quân Tây Lương thua to, may được mã siêu đi hậu quân đánh lùi được quân trương tế. Phản chủ đuổi hàn toại, dần dần đuổi kịp, gần đến trần thương. Hàn toại quay ngựa lại bảo chủ rằng tôi với ông người cùng làng với nhau, này sao vô tình quá thế. Chủ thấy nói dừng ngựa lại nhìn rồi nói rằng có lệnh trên sai, ta phải tuân theo. Toại lại nói tôi lại đây cũng vì việc nước, sao lại qua bức bách nhau như thế? Chủ nghe xong quay ngựa lại, thu quân trở về, để cho toại đi. Không ngờ có cháu Lý tôi là Lý Biệt đi theo sau, thấy phản chủ tha hàn toại, về mách với chú. Thôi giận lắm muốn đem binh ra đón đánh phản chủ, giả hủ lẹp can rằng này nhân tâm chưa được yên, mà cứ giấy binh mãi mãi không nên, sao bằng mở một tiệc rượu, mở trương, phản đến để mừng công, rồi đang cuộc rượu bắt chủ đem chém chẳng phải khó nhọc gì. Lý Thôi ưng theo kế ấy, bèn mở tiệc mời hai người đến. Trương, Phản hớn hở đến ăn yến. Đang giữa tiệc Lý Thôi sầm mặt lại rồi hỏi rằng, Phản chủ sao dám tư thông với Hàn Toại, định làm Phản hay sao? Chủ giật nảy mình, chưa kịp trả lời thì mấy tay đao phủ đã vào kéo chủ ra, chém ngay trước tiệc. Trương Tế trông thấy khiếp đảm, cúi rạp xuống tận đất. Lý Thôi nâng Tế dậy mà nói rằng, chủ mưu Phản, nên ta phải giết. Người là tâm phúc với ta, việc gì mà sợ, nói rồi thôi đem quân của chù, giao cho tế quản lĩnh. Tế dẫn quân về Hoàng Nông, từ khi Lý Thôi, quay dĩ đánh được quân Tây Lương, chư hầu không ai dám chống lại. Giả hủ lại khuyên rằng phải cốt giữ cho dân được yên, phải thu dùng những người hiền tài. Từ bấy giờ trở đi triều đình mới hơi thấy có vẻ dễ chịu, nhưng không ngờ lại có đám giặc khăn vàng ở Thanh Châu nổi dậy, tụ quân vài mươi vạn khởi loạn, cướp bóc của dân thái bộc là chu tuấn xin tiến cử một người để đi dẹp giặc thôi dĩ hỏi ai tuấn nói muốn phá giặc sơn đông phi tào tháo không xong lý thôi nói bây giờ tào tháo ở đâu chu tuấn thưa hiện tháo đang làm thái thú đông quận trong tay có nhiều quân sĩ giá sai người này đi đánh giặc thì không mấy bữa giặc sẽ tan lý thôi mừng lắm ngay đêm hôm ấy thảo tờ chiếu cho người mang ra đông quận sai tào tháo cùng với tướng tế bắc là pháo tín đi đánh giặc Tháo vâng chiếu họp với pháo tín, cùng tiến quân đánh giặc ở Thọ Dương. Pháo tín vào đất giặc, bị giặc giết chết, còn Tào Tháo đuổi giặc đến tận Tế Bắc, giặc hàng vài vạn người. Tháo lại dùng ngay giặc làm tiền khu, quân đi đến đâu, giặc hàng đến đấy. Mới được hơn 100 ngày chiêu an được hơn 40 vạn quân hàng. Vừa đàn ông, đàn bà kéo lại theo Tháo hơn một triệu người. Tháo tuyển lấy những quân tinh nhuệ, đặt riêng một cánh quân gọi là quân Thạch Châu còn bao nhiêu đuổi về cho làm ruồng từ đó huy danh tào tháo mỗi ngày một lừng lẫy tiếng đồn về đến tận kinh triều đình phong cho tháo làm trấn đông tướng quân tào tháo ở duyện châu chiêu mộ thu dùng những người hiền sĩ ở làng dĩnh âm châu dĩnh xuyên có một nhà hai chú cháu cùng đi theo tào tháo người chú họ tuân tên úc tự là văn nhược nguyên là con tuân côn úc trước đã thờ viên thiểu bây giờ bỏ thiệu về với tháo tháo cùng úc nói chuyện xong rồi mừng lắm nói rằng người này là từ phòng của ta đây rồi cho làm hành quân tư mã người cháu tên là tuân du tên chữ là công đạt vốn có tiếng là một danh sĩ trước đã làm hoàng môn thi lang sau bảo quan về làng nay theo chú sang với tảo tháo tháo cho làm hành quân giáo thủ tuân du lại nói với tháo rằng tôi nghe ở diện châu có một người hiền sĩ vốn ở đông an họ trình tên dục tự là trọng đức nhưng không biết bây giờ ở đâu. Người ấy, chúa công nên dùng, Tháo nói, ta đã biết tiếng Trình Dục từ lâu, nói rồi sai người về tận Đông An để hỏi cho được. Thấy họ bảo rằng Trình Dục đang ở trong núi đọc sách. Tháo cho mời ra, Trình Dục đến bái kiến, Tháo mừng lắm. Dục lại bảo với Tuần Úc rằng, tôi là người quê kịch, học hành chưa được mấy, không xứng đáng với sự tiến cử của ông. Này, tôi biết có một người cùng làng với ông, tên là Quách gia, tự là Phụng Hiếu người ấy thực là hiền sĩ thời nay. Sao ông không chịu ra? Úc sực nhớ đến nói rằng, "Suýt nữa tôi quên mất người ấy. Úc nói chuyện ngay với Tháo. Tháo cho đi mời quách ra. Ra đến Duyện Châu bàn việc thiên hạ với Tào Tháo. Rồi lại tiến Tháo một người nữa. Dòng dõi vua Quang Vũ, người Thanh Đức. Họ lưu tên Hoa, tự là Tử Dương. Tháo cho mời Hoa đến. Hoa lại tiến hai người nữa. Một người ở xương ấp, họ mãn tên Sùng, tự là Bá Ninh. Người nữa ở Vũ Thành, họ Lã tên Kiền, tự là Từ Khác. Tháo cũng đã biết tiếng hai người ấy, cho nên đặt ngay làm trung quân tùng sự. Hai người lại tiến tháo một người nữa, họ Mao tên Giới, ở Bình Kỳ, tự là Hiếu Tiên. Tháo cũng cho làm tùng sự, được ít bữa lại có một tướng nữa, đem vài trăm quân mã lại xin theo Tháo, người ở Cự Binh, tên là Vu Cấm, tự là Văn Tắc. Tháo thấy người ấy bắn cung cưỡi ngựa giỏi, võ nghệ hơn người liền cho làm điển quân tư mã. Một hôm hạ hầu đôn lại dắt một người cực to lớn lại ra mắt Tào Tháo. Tháo hỏi ai, đôn thưa rằng người ấy ở Trần Lưu, họ điển tên Vi, sức khỏe không ai địch nổi. Trước Vi đã theo chương mạc, liền giết vài mươi người rồi trốn vào núi ở, tôi đi săn gặp điển Vi đang đổi hồ nhảy qua suối, nay tôi đem về dâng chúa công. Tháo nói, ta xem người này tướng mạo khôi ngô, tất là người có sức khỏe. Đôn lại nói, Điển Vi từng báo thù cho bạn, giết người sách đầu ra ngoài chợ, hàng mấy trăm người không dám đến gần. Y sử dụng được hai ngọn kích sắt, nặng hơn 80 cân, cắp ngồi trên ngựa, vông muốn nhẹ như bay. Tào Tháo lập tức sai Vi ra thử kích, Vi cắp đôi kích lên ngựa nhẹ nhàng đi lại như bay. Bỗng bấy giờ có một cơn gió to, lá cờ lớn trồng dưới trướng lung lay sắp đổ. Quân sĩ lại súng xít, ôm giữ không nổi, Điển Vi thấy vậy, từ trên ngựa nhảy xuống, quát to một tiếng, đuổi quân sĩ lui ra, rồi một tay nắm chắc lấy, cột cờ đứng im phăng phắc giữa luồng gió. Tháo thay thế mừng nói rằng, người này thực là Ác Lai ngày xưa đây, liền cho làm tướng đô úy, cởi ngay áo gấm đang mặc cho Điển Vi, lại cho thêm một con ngựa thực tốt và một bộ yên trạm. Từ bấy giờ Bộ Hạ Tào Tháo, văn có người tài, vũ có tướng giỏi, uy danh lừng lẫy cả Sơn Đông. Tháo bèn sai thái thú Thái Sơn là ung thiểu, về quân lương gia đón bố là Tào Tung. Tung trước ở Trần Lưu, từ khi loạn lánh sang ở lương gia. Bấy giờ tiếp được thư bèn cùng em là Tào Đức và người nhà hơn 40 người, lại đem hơn 100 đầy tớ, ngồi mấy trăm cỗ xe, kéo nhau về Duyện Châu. Lúc đi qua từ Châu, quan thái thú ở đấy là Đào Khiêm, tên chữ là Cung Tổ, người ôn hậu hòa nhã, vốn xưa nay vẫn muốn làm quen với Tào Tháo. Nay thay bố Tào Tháo đi qua địa hạt mình bèn thân hành ra đón chào lại cung kính, mở tiệc khoản đãi mấy ngày liền. Lúc Tung đi, khiêm thân đưa ra khỏi thành, rồi lại sai đô úy là Trương Khải đem 500 bộ binh đi hộ tống. Khi Tung và người nhà đi đến địa giới đất Hoa và Phí, bấy giờ vào cuối hạ sang thu, bỗng gặp cơn mưa to, phải vào nghỉ nhờ một ngôi chùa. Sư tăng trong chùa ra tiếp, Tung thu xếp cho người nhà nơi ăn chỗ nghỉ rồi sai trương khải đem quân mã đóng hai bên hành lang chùa bị mưa ướt cả quần áo và hành trang quân sĩ đều kêu ca oán thán trương khải mới gọi những đầu mục thủ hạ đến một chỗ vắng và bảo rằng chúng ta vốn là dư đảng khăn vàng bất đắc dĩ phải đầu hàng đào khiêm từ ấy đến giờ chưa thấy được lợi lộc gì nay của cải nhà họ tào chất đầy bao nhiêu xe cổ các anh em muốn phú quý cũng chẳng khó gì canh ba đêm hôm nay chúng ta bổ cửa chùa vào giết hết cả nhà tảo tung, lấy sạch cuộc cải, rồi ta lại cùng nhau về rừng làm nghề lạc thảo, kế ấy anh em nghĩ thế nào? Quân sĩ đều cùng thuận cả, đêm hôm ấy mưa gió chưa dứt, tung đương ngồi bỗng nghe thấy bên ngoài bốn mặt có tiếng hò reo rầm rĩ. Tảo Đức cầm gươm ra xem việc gì, bị đâm chết ngay. Tung vội vàng dắt một người thiếp chạy vào buồng phương trưởng, định nhảy qua tường đi trốn, chẳng may phải người thiếp to béo không ra lọt tung vội vàng cùng người thiếp ẩn vào trong chuồng tiêu, rồi cả hai đều bị loạn quân giết mất. Ung thiệu là người tào tháo sai đi đón bố, chạy thoát, sang ở với viên thiệu. Khải giết hết cả nhà tào tung, lấy sạch của cải, đốt chùa, đem 500 quân trốn về Hoài Nam. Đời sau có thơ rằng, A-man à vốn có tiếng gian hùng, hại cả nhà xa thật nhẫn lòng, bỗng chốc gặp ngay người khác hại, lòng rời báo ứng khiếp hay không? bấy giờ bộ hạ ung thiệu có một người trốn được về báo với Tào Tháo. Tháo nghe tin khóc lăn xuống đất, mọi người vực dậy, Tháo nghiến răng lại nói rằng, đào khiêm hỡi, dám thả cho quân giết bố ta. Thủ này mày với ta không đội trời chung được, này ta khởi hết đại quân, sang giết sạch cả từ châu mới hạ được giận này. Liền sai tuần Úc, trình dục lĩnh ba vạn quân ở lại giữ nhân thành, phạm huyện, đông an, còn bao nhiêu quân kéo cả đến từ châu, sai hạ hầu đôn, vô cấm, điển vi làm tiên phong. Tháo hạ lệnh rằng, hễ đánh được thành trì nào, bao nhiêu dân trong thành đều phải đem giết nhẫn để báo thù cho cha ta. Bấy giờ có thái thú ở cửu giang tên là biên nhượng vốn là bạn thân với đào khiêm, nghe thấy từ châu có nạn, đem năm nghìn quân lại cứu. Tháo nghe thấy giận lắm, sai hạ hầu đôn đón đường giết chết biên nhượng. Trần Cung khi ấy làm tùng sự ở Đông Quân, chơi rất thân với Đào Khiêm, nghe thấy tin Tào Tháo khởi binh báo thù cho cha định giết cả dân từ châu, sáng tinh sương hôm ấy đến xin vào ra mắt Tào Tháo. Tháo biết rằng cung vào để nói cho Đào Khiêm, đã toàn không tiếp sau lại nghĩ đến ân cố nghĩa xưa, nên phải mời vào. Cung vào nói rằng, này tôi nghe thấy ông đem đại binh đến từ châu, báo thù cho tôn phụ, ông định đi đến đâu giết sạch muôn dân, cho nên tôi đến đây xin trình bày một lời Đào Khiêm vốn là hiền nhân quân tử, phải là tội của Trương Khải, chứ không phải là tội của Khiêm. Và lại, dân chúng các châu huyện có thủ gì với tướng quân xin tướng quân nghĩ lại cho kỹ rồi sẽ làm tháo nổi giận nói rằng trước kia ông đã bỏ ta mà đi nay còn mặt mũi nào lại trông thấy nhau đào khiêm nó giết cả nhà ta ta thề moi ruột móc gan nó ra mới hạ được giận ông làm thiết khách cho đào khiêm nhưng ta chẳng nghe thì làm thế nào trần cung từ biệt tào tháo trở ra than rằng chuyến này ta cũng không mặt nào trông thấy đào khiêm nữa nói rồi dục ngựa sang với thái thú Trần Lưu là Trương Mạc. Tào Tháo đi đến đâu cũng cho quân tàn hại dân chung đến đấy, đào mồ quốc mà người ta, ai ai cũng sợ. Đào Khiêm ở Từ Châu nghe thấy Tháo giết dân hại lắm, bèn ngửa mặt lên trời mà khóc rằng, ta để cho dân Từ Châu mắc phải nạn này, phải mang tội với trời đất. Rồi lập tức họp các quan lại để bàn, Tào báo nói quân Tào đã đến nơi, lẽ đâu ta lại ngồi khoanh tay mà chịu chết. Tôi xin giúp sứ quân phá giặc, đào khiêm bất đắc dĩ phải đem quân ra đón xa trông thấy quân tháo trắng xóa tựa hồ như xương xa tuyết tỏa ở trung quân dựng hai lá cờ trắng trên đề bốn chữ to báo thù rửa hận quân mã giàn thành thế trận tào tháo cưỡi ngựa ra mình mặc đồ tang trò roi thét mắng đào khiêm cũng cưỡi ngựa ra dưới cửa cờ nhưng mình vái mà nói rằng ta vốn muốn kết hiếu với minh công nên mới sai trương khải đi hộ tống không ngờ tướng giặc trương khải ngựa quen đường cũ đến nỗi xảy ra việc như thế quả tình tôi oan xin minh công xét kỹ cho tháo quát mắng rằng thằng già kia mày đã giết bố ta còn dám mở mồm ai ra bắt sống thằng giặc già kia vào đây hạ hầu đôn nhảy ra đào khiêm vội vàng chạy về trận đôn xông lại tào báo thúc ngựa ra đánh hai ngựa đang giao nhau bỗng đâu nổi trận gió to sỏi cát bay mù mịt hai bên đều thu quân về đào khiêm vào thành bàn với quân sĩ, quân Tào thế to, khó địch lắm, ta nên tự trói mình, thân đến dinh quân Tào, tùy nó hành tội, để cứu lấy dân trong quận Từ Châu. Khiêm nói chưa dứt lời, có một người tiến lên thưa rằng, sứ quân chấn thủ Từ Châu đã lâu, dân chúng ai cũng cảm phục. Này quân Tào tuy nhiên, nhưng vị tất, đã phá được thành ngay. Sứ quân hãy cứ cùng với trăm họ giữ thành cho vững. Tôi tuy bất tài, nhưng dám hiến một kế nhỏ làm cho Tào Tháo chết, không có chỗ chôn. Ai nấy giật mình hỏi kế làm sao? Thế thực là, bởi muốn cầu thân nên kết oán, ai hay đất tuyệt có đường sinh, chưa biết người hiên kế là ai, xem đến hồi sau sẽ rõ.